kiến giật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tỏ như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ giam hỏi ở đông hoàng tuổi mấy mươi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách cùng chư quý đồng đạo kính mến, nhận thấy hội trường chúng ta đã ổn định, chúng tôi xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Bông, thư ký ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong đến diễn đàn để dẫn chương trình buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, quý quan khách cùng toàn thể chư quý đồng đạo thân kính, hôm nay là ngày 5 tháng 8 2022, nhằm ngày 8 tháng 7 niên Nhâm Dần. Trong không khí hân hoan của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, tôi xin thông qua nội dung chương trình buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Chương trình tổng quát gồm có 3 phần. Thứ nhất, nghi thức gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự nghi thức tôn giáo. Thứ hai là nội dung gồm có diễn văn khai mạc, đọc một đoạn sách giảng, thuyết giảng. Thứ ba, bế mạc gồm có đáp từ của ban tổ chức, nghi thức tôn giáo, dùng điểm tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, Đức Thầy sau khi khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, Thầy đã dùng phương pháp tam độ nhất chư để giáo hóa chúng sanh, gồm trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, viết sấm thi để độ đời. Chính nhờ một trong ba phương pháp đó là sấm thi, cho nên Phật Pháp mới được truyền đi một cách nhanh chóng và sâu rộng trong bá tánh. Với chủ trương canh tân Phật giáo, đã có hàng triệu người ngộ đạo quay về với chân tín và tu tâm. Ngài cho biết kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này tu tịnh tại nhà. Vì vậy, hôm nay chúng ta có bổn phận tiếp tục truyền bá giáo lý trong bá tánh để hiểu và lo tu hành tinh tấn. Kính thưa chư quý vị, căn cứ chương trình đạo sự của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo năm 2022, kế hoạch đăng ký hoạt động tôn giáo của Ban trị sự cơ sở, căn cứ công văn số 564/2002/BBC/BTSTU ngày 5 tháng 7 2022 của Ban trị sự Trung ương về việc phân công giáo lý viên thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ công văn số 947/UBND/BNV ngày 14 tháng 7 2022 của Phòng Nội vụ Quyền Cái Lậy về việc tổ chức thuyết giảng ngoài cơ sở thờ tự, được sự thống nhất của Ủy ban Nhân dân xã Tân Phong cho phép Ban trị sự xã tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Ban trị sự Trung ương phân công giáo lý viên đến thuyết giảng đề tài khẩu nghiệp vào lúc 8:50 sáng ngày hôm nay, 5 tháng 8 2022, nhằm ngày 8 tháng 7 niên Nhâm Dần tại nơi làm việc Ban trị sự xã Tân Phong. Đó là lý do buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay đề nghị quan nghênh chung. Về tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, chúng tôi vinh dự đón tiếp và trân trọng giới thiệu. Về phía Ban trị sự Trung ương, xin giới thiệu ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương và phái đoàn cùng đi. Về phía Ban đại diện tỉnh, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Kiệp, phó trưởng ban, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang. Về phía Ban trị sự xã, xin giới thiệu ông Trương Văn Nghiệp, trưởng ban, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, cũng là trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay. Và chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý vị là trưởng ban, phó trưởng ban, trị sự viên các ban trị sự, quý đồng đạo các xã bạn trong tỉnh, cùng các nhà hảo tâm và quý đồng đạo các ấp trong xã về tham dự buổi thuyết giảng hôm nay, đề nghị quan nghênh chung. Kính mời toàn thể chư quý vị và chư quý đồng đạo chúng ta đồng đứng lên để thực hiện nghi thức tôn giáo.
Xin mời tất cả đồng trang nghiêm hướng về lễ đài, kính lễ Đức Phật, kính. Thưa thôi, kính lễ Đức Thầy, kính. Thưa đã xong, mời quý vị đồng an tọa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý quan khách và chư quý đồng đạo, mở đầu chương trình nội dung thuyết giảng giáo lý hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trương Nhân Nghiệp, trưởng ban ban trị sự xã Tân Phong đến diễn đàn để đọc diễn văn khai mạc, và xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, dưới mái đạo tràng của buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo, trước tiên tôi xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay là sự có mặt của quý vị đại diện, các vị đại diện ban trị sự, các xã, phường, thị trấn, các nhà mạnh thường quân và chú ý đồng đạo đến tham dự. Có thể nói đây là một động cơ khích lệ tinh thần để cho chúng tôi nỗ lực hơn trong nhiệm vụ xiển dương chánh pháp của Đức Thầy. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo bảo, việc phổ truyền chánh pháp là một nhiệm vụ rất cần thiết, bởi có hiểu đúng mới thực hành đúng như lời Đức Thầy đã cho biết. Nghe cạn lời chớ có mồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Có thể nói giáo pháp học Phật tu nhân của Phật giáo bảo vừa mang tính khế cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng được phồn vinh giàu đẹp. Đức Thầy từng khuyến khích phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Với nghĩa nhân văn sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo hảo xã Tân Phong cùng bà con tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý của Phật giáo hảo. Đến đây tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo hảo tại xã Tân Phong. Kính chúc chương trình thuyết giảng giáo lý được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn ông Trương Văn Nghiệp vừa rồi đọc bài phát biểu của bài diễn văn khai mạc. Tiếp theo chương trình đến phần diễn ngâm một đoạn sấm giảng của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho giáo lý viên và góp phần cho buổi thuyết giảng hôm nay thêm tràn đầy ý nghĩa. Đoạn sấm giảng này được trích trong quyển thứ 5. Sau đây xin kính mời đồng đạo Phan Thanh Nhân đến diễn đàn để đọc đoạn sấm giảng. Nam mô A Di Đà Phật. Ác dòng ngữ thứ tư cùng câm, nói thiệt
Xin cảm ơn đồng đạo Phan Thanh Nhân vừa đọc một đoạn sám giảng. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, trong quyển thứ 6, Đức Thầy đã dạy: muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Và Đức Thầy còn cho biết, nhân Thầy xét lại khẩu nghiệp các trò nặng nề hơn hết. Như vậy, trên bước đường tu hành, chúng ta phải tránh được tám nghiệp thì mới mong sớm về cõi Phật. Mỗi người chúng ta đều có ba nghiệp chướng: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp chướng ấy khiến cho con người phạm đến 10 điều ác. Thế mà trong đó khẩu nghiệp sanh đến 4 điều ác. Vậy thế nên, để tìm hiểu 4 điều ác đó từ khẩu nghiệp ra sao và nó có những tác hại như thế nào, giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Chí Tâm, giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương đến diễn đàn để giảng giải qua đề tài khẩu nghiệp mà chúng tôi vừa nêu, và xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên viện trưởng đồng đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa đồng đạo Võ Văn Kiệt, phó trưởng ban, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang, kính thưa đồng đạo Trương Văn Nghiệp là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Phong, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Cái Bè cũng như trong địa bàn của tỉnh Tiền Giang tới đây tham dự. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, quý vị là thân hào nghị sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022, và hôm nay cũng là ngày mùng 8 tháng 7 niên Nhâm Dần. Chúng tôi cũng được lời mời của ban tổ chức và được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, được sự cho phép của chính quyền địa phương trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một phương châm hành đạo mà theo tôi nghĩ rằng đây là một điều rất là quan trọng, thực tế nhất trong mọi đời sống cá nhân cũng như tập thể tất cả đồng đạo chúng ta. Vậy thì lời nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính và lời tri ân sâu sắc nhất của tôi. Cho nên để dung quán, để thực hiện trọn vẹn các vấn đề đó, để phát triển về cái tinh thần chung của toàn đạo và để phát triển từ nội tâm của mỗi đồng đạo chúng ta ở một cá nhân, thì theo tôi nghĩ mỗi đồng đạo mình phải cố gắng ghi nhớ lời Đức Thầy dạy là chúng ta phải tránh đi khẩu nghiệp, chúng ta không phạm vào khẩu nghiệp. Thì có như vậy thì chúng ta mới làm được việc lớn. Cái việc nhỏ này mỗi bản thân chúng ta mình phải làm chủ được lời nói của mình, nhất định lời nói chúng ta nói ra là phải chân chánh, phải hiền từ. Thì tôi tin chắc rằng đó là một cái điểm tựa, là một cái nền thang, một cái thềm thang vững chắc để chúng ta phát triển về tương lai sau này, và chúng ta mới có cái cơ hội gặp thầy, mới có cơ hội gặp Phật, mới có cơ hội để giữ hội lâu qua. Còn ngược lại, ngày này chúng ta giàu có tu bao nhiêu năm đi chăng nữa mà điều này chúng ta làm không xong, thì tôi tin chắc rằng đến ngày thầy về chỉ có cách là chúng ta là cái người bị xử trước, chúng ta bị xử trước. Bởi vì trước khi đi thầy căn dặn rất rõ rồi, mà đằng này mình làm không xong thì chúng ta bị xử trước đó. Bởi vì trừ thà gian còn thiện chỉ tồn, cẳng sông máu núi xương tha thiết. Cho nên trong đường tu mình, tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta nên nhìn xa một chút, nên trông rộng một chút. Hôm nay chúng ta tu vì cái gì? Mình đặt một câu hỏi cho chính bản thân của mình, chúng ta tu vì cái gì? Có phải chăng chúng ta tu vì có được công đức? Chúng ta tu là muốn thu thập được công đức. Và cái rốt ráo hôm nay chúng ta tu cuối cùng là được để làm gì? Cuối cùng là được gặp thầy, để được giữ hội long qua, để được về cõi Phật. Thì đó là mục đích chính trên con đường tu của mình. Nếu đồng đạo nghĩ được điều đó thì tôi tin chắc rằng trong đường tu chúng ta không lệch lạc. Còn nếu hôm nay chúng ta tu mình nghĩ nó xuyên qua về danh lợi, rồi nó xuyên qua về chức quyền, nó xuyên qua về cái sự giả tạm, thì xin thưa rằng chúng ta tu là lỗ vốn. Nếu mà tu vậy chúng ta khỏi tu, ra ngoài đời đi là mình tranh danh đoạt lợi dễ hơn. Cho nên đồng đạo, cho nên cái quan trọng là phải đặt cái mục tiêu.
Vì vậy cho nên hôm nay để đạt được các mục tiêu đó thì cũng xin nhắc lại, khẩu nghiệp là một cái điều cản trở, phải nói trong các điều cản trở cho chúng ta không thành được cái ước nguyện của mình ở tương lai. Cho nên hôm nay muốn thành được ước nguyện tương lai thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải hành trì lời thầy dạy, chúng ta phải có được chánh ngữ. Như vậy thì khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Cho nên miệng lưỡi chúng ta thấy đơn giản như vậy, nhưng mà thật chất ra khi chúng ta nói ra, quả với phúc nó liền kèm theo. Vì vậy cho nên hôm qua tôi biết rất rõ là văn ngôn chánh phước lai quả khứ, văn ngôn tà phước khứ quả. Nếu mà chúng ta nói cái lời chân chánh đó thì phước nó đến và quả nó biến mất. Còn ngược lại, nếu chúng ta nói cái lời tà vậy, nói cái lời phạm vào khẩu nghiệp đó thì phước nó hết mà quả nó đến đồng đạo à. Cho nên Đức Thầy cũng dạy con khác là tức thiện thì thường có phước dư, bằng tính ác quả luôn theo đâm. Vì vậy cho nên ngày xưa Đức Phật cũng dùng lời nói 49 năm trong Du Thuyết Pháp, phước đức vô lượng. Đức Thầy chúng ta ngày cũng biển chích môi đầy văn tao nhã, ngày thuyết pháp độ đời, phước đức vô lượng. Thì đấy là chúng ta thấy cũng là lời nói. Vì vậy cho nên mình phải học tập theo gương xưa, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta phải khắc kỹ cho mình, nhất định chúng ta không phạm vào lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Thì đây là bốn cái điều mà chúng ta sẽ trình bày trong cái xung quanh cái phần khẩu nghiệp này. Và hơn cái nữa, bốn điều này là bốn cái điều ác. Trong 10 điều ác, sát sanh, đạo tặc, tà dâm, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ, mê si, đây là những điều căn bản. Đáng lẽ ra người tu chúng ta mình phải thực hiện đầu tiên mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, tức là mỗi con người chúng ta đều có cái đạo là nhân đạo, là người là đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trọng tâm chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tâm nghiệp và chừa thập ác, cũng như muốn làm giàu phải đáng tránh được cho chúng nợ. Vì vậy cho nên qua lại Đức Thầy chúng ta thấy rõ rằng đây là cái điều mà chúng ta hiểu trước. Đức Thầy đã hoạch định không đi người tín đồ là Phật giáo nào chúng ta đâu, mà gần như tất cả nhân loại đại đồng thì ai cũng có cái đạo, đó là nhân phẩm làm người. Và Đức Thầy đưa ra hai con đường đi trúng thì sống. Đi trúng là cái nào? Đi trúng là chúng ta thực hiện đúng cái đạo nhân, tức là nhân đạo ở đời, mà bước trọc là chết. Sống ở đây không phải là chúng ta sống tới 200-300 tuổi, sống tới 2-3 ngàn tuổi, không phải vậy, mà sống ở đây là chúng ta sống mãi với lòng người. Đúng với câu là xác tiên mất, hồn thiên thì chẳng mất. Chúng ta sống ở đây là nghĩa là mình được danh thôn tiếng tốt ngàn đời lưu dấu lại. Và hơn cái nữa, sống ở đây là chúng ta sẽ có cơ duyên tiến xa hơn trên cái con đường giải thoát, được gặp thầy, gặp Phật. Và bước trọc thất chết là gì? Có nghĩa là mình làm không đúng, mình làm sai cái nguyên tắc, thực hiện không đúng con đường nhân đạo, cho nên chúng ta bước trọc thất chết. Chết ở đây ngoài cái việc chúng ta tắt thở, ngoài cái việc chúng ta nhắm mắt ra, thì chết ở đây theo tôi nghĩ là chết ở đây là chúng ta chết ở một cái thân phận, một cái danh vị của mỗi con người sống ở đời. Giống như nhắc đến tên người đó thì chúng ta lại phỉ nhổ, và trong lòng của mình xem người đó như đã chết rồi. Cũng như những cái người mãi quốc phục dinh, những người ở đời ác đức vân vân, thì gần như đối với họ thì trong lòng của mọi người, của quần chúng, họ đã chết rồi. Thì cái chết đó chúng ta mới đáp bàn. Còn cái chết mà nhắm mắt xuống tay vào quan tài thì tôi nghĩ là cái chết này chúng ta không đáng kể được đâu. Có những người sống nhan nhản vậy đó mà không làm tròn nhân đạo thì người ấy chắc khác nào như là một cái xác chết rồi, đâu có làm được cái gì có lợi xã hội đâu. Ấy thì đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu trong hai cái khái niệm sống và chết như là thầy đã dạy. Như vậy thì muốn làm tròn nhân đạo, thầy dạy đâu giữ vẹn tứ ân. Nhưng mà trước khi giữ vẹn tứ ân thì thầy đã dạy chúng ta rất rõ phải tránh tâm nghiệp, chừa thập ác. Cho nên trong đời tu của mình, đây là vấn đề chúng ta hiện trước này. Và Đức Thầy đưa ra một cái khái niệm thực tế, cũng như muốn làm giàu phải đáng đáng được cho thiếu nợ. Vậy thì hôm nay chúng ta tu giống như mình làm ăn vậy, làm ăn thì muốn làm giàu, chúng ta tu thì muốn nhiều công đức, đúng không? Như vậy thì nếu như mà cái người tu của mình mà muốn nhiều công đức mà chúng ta phạm vào 10 điều ác này thì giống như chúng ta thiếu nợ, bởi vì đây là những cái điều nghiệp nợ này. Giống như cái người làm giàu mà đã làm giàu mà cái người này thiếu nợ thì đâu có giàu được. Chúng ta giàu có mà mình thiếu nợ ngân hàng quá nhiều, thiếu nợ bên ngoài quá nhiều thì chúng ta chưa giàu. Còn hôm nay mình tu cũng vậy, tu mà chúng ta phạm vào 10 điều ác này thì quý vị quý như một cái người trong xã hội này mà thiếu nợ quá nhiều thì sớm muộn cũng bị chủ nợ đòi thôi, họ đâu có trốn được. Dầu rằng luật loài người có thể chúng ta trốn tránh được, nhưng mà trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Nợ thì trốn được, nhưng mà nghiệp chúng ta có trốn.
Vì vậy cho nên qua đoạn giảng này, hôm nay chúng ta là người tu, nếu muốn được hưởng trọn vẹn công đức thì chúng ta phải ráng tránh được cho kiếp nợ. Mà muốn tránh được cho kiếp nợ thì mình phải quán triệt 10 điều ác, để chúng ta không phạm 10 điều ác, để chúng ta thực hiện trong 10 điều lành. Thì trong 10 điều ác này, đặc biệt thân nghiệp và ý nghiệp thì mỗi điều nó có 3 ác thôi. Mỗi cái ý gì, mỗi cái điều có 3 điều ác thôi. Đặc biệt cái khẩu chúng ta có 4 điều ác, nó quan trọng vậy đó. À, cho nên hôm nay là những cái chúng ta trình bày, những cái chúng ta đang trừ nợ này. Nếu đồng đạo nào tránh được các điều này thì chúng ta không còn kiếm nợ. Cho nên chúng tôi cũng xin đi vào chi tiết. Thứ nhất là lưỡng thiệt. Thì nếu nói về từ ngữ chứ lưỡng là hai cái thiệt là lưỡi, lưỡng thiệt là hai lưỡi. Còn nếu nói về lý, lưỡng thiệt ở đây đó là Đức Thầy và chiếc học Phật giáo, lưỡng thiệt là lời nói hai lời. Xá chi miệng nói lưỡi lời, mặt tình thế sự kêu thật hay không? Mà là viết trong bài của Tập Phú. Vì vậy cho nên tại sao Thầy dùng cái khái niệm miệng nói lưỡi lành? Cái con cái lưỡi của con thằng lành và nó nói gần như cái lưỡi nó có hai chia rồi bạn, hai chia rất rõ. Vì vậy cho nên lưỡng thiệt đây là nói hai chiều, lời nói gọi là đâm vì thóc, thọc vì gạo. Lời đằng này thì nói vậy mà lời đằng kia thì nó khác, làm cho đôi đàn phải nói mất lòng với nhau. Mà Đức Thầy đã dạy rằng đó, đứng đầu các tội lỗi do miệng lưỡi gây ra, ác lưỡng thiệt này nó làm duyên kết những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi giả gây gỗ sanh quán sanh thù, sự phải của người thì bớt, sự quét của người thì thêm. Cái lưỡi nó tạo cái sự chia rẽ những cuộc phân tranh, phá tan tinh thần đoàn kết của nhân loại, nó cũng là mầm gây ra biết bao hiềm khích ác nơi khẩu, nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết đến kẻ kia, đâm học cho gây khá chừa đi, hương đảng bất rầy, dùng sự thiệt giải bài tâm trí. Người chọn nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh, sau rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bắt lầm thêm nữa. Mà Đức Thầy đã diễn. Bởi vì khi mà chúng ta học bài học này thì mình thấy là Đức Thầy viết tắt hai lần. Như chúng tôi vừa đọc hai đoạn, một đoạn Thầy viết trong quyển sáu Tôn Chỉ Hành Đạo, và một đoạn thì Thầy viết trong quyển Tiếng Thiện trong 776 câu mà Thầy sáng tác năm 41 Tân Tỵ tại nhà Thương Du Quán Sài Gòn. Vì vậy cho nên khi mà liên hệ về tam nghiệp thì chúng ta phải liên hệ ở hai cái điểm đó, quá quan trọng. Cho nên Thầy nhắc đi nhắc lại hai lần đồng đạo, những điều nào trong chấm thi của Thầy nhắc đi lại nhiều lần thì những điều đó chúng ta phải hết sức là ghi tâm, bởi vì đây là các cái điều quan trọng lắm trên con đường tu hành của mình. Thì trong đó có tam nghiệp, và cái chúng ta đang trình bày là khẩu nghiệp, và cái chúng ta đang định nghĩa là lưỡng thiệt. Như vậy thì lưỡng thiệt là nói hai chiều, cái hành trạng, cái nguyên nhân của nó cũng chính vì cái sự đố kỵ, cũng chính vì cái sự bản ngã như nói hồi nãy, chính vì cái sự đố kỵ, sự bản ngã chúng ta sẵn sàng đến người này nói lời này, đến người kia nói lời kia, để cho đôi đàn xích mích với nhau, mình ở giữa mình hưởng lợi. Cũng giống như ngày xưa ông vua này vậy, ông rất là sủng ái một cái vị tướng phi, cho nên lúc bây giờ bỏ hoàng hậu phòng đơn tối chiếc, cho nên hoàng hậu cũng phải nói rõ là hết sức là buồn. Nhưng mà bây giờ biết làm sao bây giờ, bởi vì ngày xưa vua thì có tam cung lục viện là cái việc bình thường gì. Vì vậy cho nên hoàng hậu mới tính một cái kế gọi là ly gián ngữ đó. Cho nên hoàng hậu mới gặp cái vị gọi là sủng phi đó, tức là thương phi mà cái vị vua sủng ái đó. Hoàng hậu nói em thiệt là nhìn thấy em quá đẹp, quá duyên dáng, cho nên thảo nào bệ hạ lúc nào cũng thích gần gũi em. Nhưng mà chỉ còn tiếc một điều. Thì lúc bây giờ cái vị này rất là phải nói hiền hậu lắm, thật thà lắm. Thưa hoàng hậu, hoàng hậu tiếc điều gì? Hoàng hậu chỉ dạy cho em biết anh sửa. Thì hoàng hậu nói sủng phi rất đẹp, nhưng mà có cái điều cái lỗ mũi sủng phi nó hơi thô, hơi to, nó còn kém một chút vậy đó. Cho nên theo chị nghĩ đó, ở đây về sau mỗi lần gặp vua đó thì em nên lấy cái tay áo che bớt cái mũi lại một chút thì nhan sắc của em nó còn vẹn dữ lắm. Thì lúc bây giờ cô này cô thật lắm, nghe nói vậy thì rõ ràng mình nghĩ là thật đâu, với những cái lời trao chuốt ngọt ngào. Qua ngày hôm sau thì gặp vua thì hoàng hậu nói khác, dạ thưa bệ hạ, mỗi lần mà thần thiết gặp bệ hạ phải nói rõ là một cái vị minh quân, phải nói rõ là lúc nào cũng tót ra một cái mùi của một vị thánh quân thơm tho dễ chịu. Thế mà ở trong cung này là bệ hạ biết không, có một cái vị ái phi nói rằng là bệ hạ hôi lắm, cho nên mỗi lần gần bệ hạ nó phải che cái lỗ mũi lại. Lúc bây giờ vua của sông kỳ có ai mà dám mạo phạm như vậy, đã là chính vì vương mà còn phải nói rõ là còn tỏ ra một thái độ là không kính trọng. Thì lúc bây giờ 3 ngày sau thì vua đến sủng phi của mình,
thì thấy xuống đi mình lúc nào nó cái tay che mũi trơn thì vua nó chết rồi. Vậy là hoàng hậu nó đúng là vậy là cái con này cái ái nữ mình nè, tức là thứ phi nè, cái vị này rõ ràng là chê mình thôi cho nên mới che mũi nè. Thì vô tình vua mới sai ma vương đem sủng phi của mình ra chém đầu, bởi vì cái tội phải nói rõ là gần như là mạo phạm dám chê vua hôi thú, cho nên lấy cái tay che mũi lại. Quý vị thấy không, một cái mục chuyện chúng ta thấy nghe nó đơn thuần nhưng mà đi sâu về lý rồi cũng có lời nói thôi, lợi gì nói gì, lợi khác nó khác, thì sự kiện nó phải nói rõ là giết đi một mạng người chính là oan uổng, và đồng thời thì cái nghiệp đó thì xin thưa là hoàng hậu lãnh đủ gì, không phải mà chúng ta thấy vui gì đâu. Nhiều khi mình thỏa mãn đúng không, hoàng hậu lúc bây giờ rất là thỏa mãn, rất là thỏa mãn với cái việc làm của mình, tuy nhiên thì nghiệp nó thỏa mãn đó, cho nên chính vì lý đó cho nên dầu đã giết được một cái người theo ý của mình nhưng mà cuối cùng thì nghiệp không sẽ không tha gì. Và hơn thế nữa thì chúng ta thấy rằng giờ này trong hội trường mình thì mình cũng biết về thăm con bán rồi ở trong phong hầm, thì đây cũng là một cái người phạm vào lưỡng thiện nè, lợi lên núi là đến cái vị tiên này nói gì rồi qua chỗ khác nói là khác, tâm bị tóc học bị gạo, cuối cùng rồi những cái vị là tu hành lâu năm không đó. Cho hay là một thường thường có những cái người mới nói rõ là tu hành thì chúng ta thấy là chính quả tiên đó, nhưng mà cuối cùng nghe cái lời biến đổi một chút rồi thì lúc bây giờ hạ sơn hết, thay vì hòa trong diệt trụ đằng này đi ngược lại, và cuối cùng thì phải bỏ mạng và có tên bắn không thật. Rất rõ ràng khi nói đến con báo thì chúng ta rất rõ đề này nổi. Cho nên hôm nay mình tu với đồng đạo nhớ giùm tôi, chúng ta nên nhớ là đóng cửa tục bình đình đó, là người được giải thoát mà tách mình qua tay tổ có tên trong bản một thần. Cho nên giờ này mà ai có rủ kỹ bên tai mình nói cái gì đó mà nói xấu nói tốt chúng ta phạt hạ tinh nha. Nhiều khi là người ta thương mình nhưng mà trong cái đó người ta ghét mình, người ta thủ thiện bên tai mình, nó nói gì nó khác, anh ơi nói anh thế này thế kia thế nọ đó. Mà nếu chúng ta nhẹ nhẹ dạ dễ tin đó, mà thầy dạy rất rõ là đừng bả đâu tin bước nghe càng làm muôn mũi đọt thân mũi kiếp. Vì vậy cho nên toàn bộ những cái vị bên triệt giáo trong thời phong thần là rơi vào cái chỗ bả đâu tin bước nghe càng này. Cho đó cho nên hôm nay ngoài cái việc đời thường ra trong đời tu chúng ta cũng vậy, tôi tin chắc rằng tôi và quý vị chúng ta chưa có một công năng hành đạo giống như các cái vị mở trên núi vào cái thời phong thần đâu. Những vị này tu trong là rất nhiều nhưng mà nhiều khi rồi cũng bị cái lời nói không thông báo mà cuối cùng phải đọa lạc hết. Cho nên hôm nay cái thầy mới dạy chúng ta rất rõ, tức là để tránh những tai quả ấy, chúng ta phải tập lời nói mình cho chân chắn đúng sự thật, bỏ hết những cái xảo ngôn xảo trá khác. Vì vậy cho nên mình phải có một cái cách sống, có một cái lời nói thế nào đó, bản thân chúng ta không nói những lời đó, bản thân chúng ta không nói lời đừng thiệt là một. Cái thứ hai là chúng ta cũng đừng nghe theo lời lưỡng thiệt, nó có hai mặt. Một mặt nhiều khi bây giờ chúng ta không nói đúng không, tôi nghĩ là chúng ta đừng đóng vai của thâm công báo, và đồng thời chúng ta cũng đừng đóng vai những cái người bị thâm công báo gạt. Giả sử bây giờ tôi không nói lời lưỡng thiệt, tôi không có đâm bị thóc tộc bị gạo mà đồng đạo nói tôi nghe, thì như vậy thì tôi cũng phạm cái gì đâu mà đâu, tức là nạn nhân và chủ thể kia hai cái này tội giống nhau, một người nói ra thì sẽ nghiệp tội cái miệng lưỡi, và một người nhẹ dạ dễ tin thì cũng cuốn vào cái bẫy của người nói thôi. Cho nên vấn đề lưỡng thiệt này là chúng ta phải tránh ở hai trường hợp, một là chúng ta không nói là lưỡng thiệt, không nói là hai chiều, đó là điều tốt rồi, và cái thứ hai là chúng ta không để cái người nói lời hai chiều gạt mình. Không biết đồng đạo còn nhớ không, cách đây khoảng hơn một năm tôi thương mấy vị tu núi, vì đồng đạo nhớ là trên trang mạng xã hội ta thấy rất rõ trên YouTube rồi. À, ông ba ông bảy trên núi tu mấy chục năm, có mấy ông lão ăn xu không á, hàng ngày nó sống cuộc sống hết sức là phải nói rõ là tuyệt vời đó, mình thấy là hạnh tu tuyệt vời đó, râu tóc đồ mình thấy đạo hảo đó, nhưng mà quay lại bị anh YouTube thì lên trển cái khai thác nói này nói kia, cuối cùng cái lôi xuống cũng giống như trường hợp thân công báo rồi. Cho nên thì cuối cùng lại thì để tu của mình là quá uổng rồi, bởi vì mình nhẹ dạ dễ tin nè đúng không. Cho nên hai chủ thể này, người nói và người nghe, thì tuyệt đối chúng ta không thực hiện theo. Hoặc hơn thế nữa, cũng có một số bên ngoài người ta không cùng đạo với mình, người ta tìm cách đăng ly giác trong đạo chúng ta, người ta lợi đằng này ta nói gì nè, lợi phái kia nhóm kia ta nói khác nè, nhưng đây là âm mưu của họ, họ muốn chia rẽ cộng đồng đạo của cộng đạo chúng ta. Mà điều kiện này tôi cũng thường thấy đồng đạo họ không phải là người tu, họ là người đời, họ phá mình chơi gì đó. Đấy, mà nói nôm na dầu rằng mình thấy là họ là người đời, nhưng thật chắc ra thì nếu nói về kinh sách là Đức Phật thì họ phải nói rõ là thuộc về cái dạng ma dương ba tầng, phải đơn giản nào.
Bởi vì trời mở cửa quỷ dương xuống thế nè. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có đội công đó, họ lỡ ban trị sự là tăng phong mà nói về nè, cái lát và là nhóm đồng đạo bên là cái bèo nó khác rồi. Cho nên cho từ đó, cái từ cho đó, nếu mà chúng ta nhẹ dạ dễ tin theo cái sự ly giác của họ đó, cuối cùng mình trúng kế của họ. Cái vấn đề tội nghiệp chúng ta mang bạn mà chúng ta bàn ở thực tế là mình đã bị trúng kế của họ, cuối cùng bị họ lừa gạt, họ đắc chí rồi. Họ là cái người gọi là đua ông đắc lợi, cuối cùng là chúng ta nhẹ dạ dễ tin, không tin mình bị lừa đâu. Đó, cho nên thì muốn nói ở lượng thiệt này chúng ta phải bàn thêm vấn đề đó. Mà theo tôi thấy đó, theo cái nhìn của tôi đó, thì từ trước đến giờ cộng đồng đã chúng ta bị lừa này là nhiều cái gì, cho nên mới có sự chia rẽ trầm trọng nội bộ trong cái nội bộ đạo chúng ta. Cho nên giờ này mà nghe ai nói cái gì đó bạn đã tin, lâu lâu mà nghe cuộc điện thoại đừng có tin ha, mình phải suy cho kỹ. Giả sử ta nói bây giờ chị ơi chị hay gì không, ông Phan Chí Tâm giờ ông tệ với lắm rồi, ông bây giờ ông là phạm với luật nè, ông cái gì đó, mà nếu đồng đạo mà tin theo là chết rồi. Rồi trở lại cái người ta nói tôi ông Tâm ông hay gì không, ông Võ Văn Kiệm ông nói ông vậy đó, rồi đó tôi tin theo là chết rồi, tôi với chú Kiệm làm như rồi đó, tình nghĩa chú cháu tôi là tiêu rồi còn gì đâu. Mà trong khi đó tôi với chú đâu có phạm gì giọng người liều lũng thiệt đúng không, mà cái người khác họ chen vào, kẻ thứ ba họ chen vào, họ chỉ cần thêm mắm thêm muối thôi, thì lúc bây giờ là đôi đàn tan rã hết trơn. Anh em trong đạo chúng ta thường thường bị tan rã vấn đề rất nhiều với đồng đạo, mình hết sức là lưu ý vấn đề này. Họ đến với mình nói lời ngon ngọt lắm, lợi đằng kia cũng nói ngon ngọt, nó giống như hoàng hậu hồi nãy đâu có nói lời gì không ngon ngọt đúng không, lợi ái phi thì nói ngon ngọt, lợi sủng phi thì nói ngon ngọt, lợi vua thì nói ngon ngọt, nhưng mà trong cái ngon ngọt đó kèm cái con dao theo đúng không, cắt đứt hết bao nhiêu tình nghĩa. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta phải hết lưu ý đây. Cho nên đức thầy mới sắp đây là cái áp đầu tiên trong bốn điều áp, đây là áp đầu tiên mà mình không có nội công bên trong rồi đó, thì xin thưa rằng là chúng ta sẽ bị gạt đó. Này là trường hợp bị gạt đó, mà tu hành mấy chục năm nha, mà bây giờ bị gạt cũng nóng tức lắm, đồng đạo rất tức á. Cho nên bây giờ đừng để gạt, là chúng ta phải có chánh kiến, chúng ta phải nghe cho kỹ, chúng ta đừng có nhẹ dạ, chúng ta đừng có dễ tin ha. Nếu nhẹ dạ dễ tin chúng ta sẽ mắc bẫy trong này thôi. Thì đây là chúng tôi cũng nói gọn về ác thứ nhất là lương thiện, rồi đến ác thứ hai là ý ngôn và ý ngữ. Mà Đức Thầy tôi biết rằng nói đến tội ác này là đó nói đến những vụ chủ ủy quyền giết sạch kẻ dưới, quan ủy thế mắng chửi dân ngu, kẻ giàu có thường nghĩ tiền bạc xài xỉn người nghèo, kẻ xảo quyệt ý sự khôn lanh nói những điều bất thiện, kẻ học thức ý sự khôn ngang dùng lời nói hạ nhục người dũng đạt. Như vậy thì thầy phân ra năm cái nhóm người, có năm cái nhóm người mà thường thường là dễ phạm tội ngôn. Như vậy thì đặc biệt năm cái nhóm người mà năm cái nhóm ngựa trơn, nếu nó ác ý ngôn này thường thường là người trên phạm, người dưới đỡ, cho nên cái người trên là người có phước đúng không? Thế ta hiểu người trên người có phước, nhưng mà từ cái phước đó đó nó đi liền với cái quả nếu chúng ta không biết giữ mình. Vì vậy cho nên năm cái nhóm này có một sự liên quan với nhau. Nhóm thứ nhất là gì? Tức là chủ cái tội tớ. Nhóm thứ hai là cái người làm quan cái dân đen. Nhóm thứ ba là giữa người giàu và người nghèo. Nhóm thứ tư là kẻ xảo quyệt khôn lanh với cái người phải nói rõ là hiền hậu, đôn hậu, hiền lành, và cái nhóm sau cùng là cái kẻ học thức với người dốt nát. Như vậy thì nếu như chúng ta là chủ, chúng ta là người làm quan, quan ở đời, trong đạo mình cũng là quan nữa, giờ tôi không phải là quan ở đời mà tôi là giáo viên cũng làm giống như một vị quan đó, quan trong đạo, mình tạm dùng chức quan đi, mình cũng là người trên rồi, phải không? Và các vị ở đây trưởng ban trị sự quan trị sự chúng ta cũng là người quan trong đạo rồi, thì đây là những cái mà chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta là chủ nè, thứ hai chúng ta là người trên nè, là quan nè, thứ ba chúng ta là người giàu nè, thứ tư là những cái người xảo quyệt nè, thứ năm nội thức. Vậy thì năm cái nhóm này là những vị thường rơi vào ỷ ngôn, mà Đức Thầy dạy là ác thứ nhì ỷ ngôn chắc chứa, đợi cho người lầm lỗi sắp vầy, của tiền nhiều tự phụ rằng hay, chủ ý thế nhất xài kẻ dưới, lắc léo chi có bao tắc lưỡi, quan ỷ khôn mạt sát gian ngu, nghèo ỷ lanh láo sự thu bù, ôi thế lòng đau tở cắt, khuyên bá tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường cong, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác, chúng vô phước đời này dốt ná nát, người khôn ngoan chi dẫn mấy lạ, lời trang nghiêm đi máy thốt ra, đừng bảo biến mấy lạ nhân thiện. Trong một đoạn giảng này tôi tâm đắc nhất ở cái câu là giữ đừng cho quỷ dắt đường cong. Có nghĩa là qua câu giảng này chúng ta thấy rõ rằng nếu như
mình rơi vào năm cái nhóm trên mà tôi vừa nói nãy giờ, mà chúng ta vẫn còn cái lời ỷ thị hiếp đất ở dưới, thì chúng ta là quỷ chứ còn gì có gì. Chúng ta là ma là quỷ đâu có, đâu có là Phật là người đâu. Dầu rằng chúng ta là con người bằng xương bằng thịt, con người bình thường ở tướng, nhưng mà theo lời thầy dạy, các chữ tâm mà quỷ hay ma thì như Phật cũng là phải nói, thì lúc này chúng ta đang là quỷ là ma chứ còn gì nữa nếu chúng ta phạm vào quỷ môn. Và cái trường hợp thực tế nhất để chúng ta chứng minh là trường hợp của bác sĩ Trần Lý. Cho nên lúc đó thầy ở Bạc Liêu thì bác sĩ Trần Lý là một cái người trí thức đồng nào ạ, cũng giống như một cái giỏi, cũng giống như là các cái vị lúc bây giờ ở Bạc Liêu vậy. Cho nên khi mà ông Trần Lý gặp cái thầy đó, thì Trần Lý nói bạch thầy, theo con được biết rằng thầy viết trong sách giả thầy ưa dùng những khái niệm nào là quỷ, nào là ma, đúng giống như câu cái chữ tâm mà quỷ hay ma tiên Phật cũng là lại nó. Như vậy thì thầy cho con biết coi, con người mình cái gì là ma, cái gì là quỷ. Nếu mà thầy nói rõ điều này là con tu liền á. Thì ông đem vấn đề ma quỷ ra ông hỏi cho thầy. Ý ông thắc mắc con người gì mà có thấy quỷ đâu, có thấy ma đâu, có thấy Phật đâu là con người, mà tại sao thầy lại dùng khái niệm là Phật hay ma hay quỷ. Thì đức thầy mới nhỏ nhẹ hỏi là đối với Bạc Liêu này thì ông là một cái người rất là giàu có, đất thì bò bay trăm ký, nhà thì phải nói đó là đầy đủ tiện nghi, chắc trong nhà ông có các ngựa. Thì lúc bây giờ ông thằng Lý nói dạ thưa có, nhà có con nhiều, thuê nhiều người ăn cái ở lắm, một số thì tiếc ngoài đồng áng đồng ruộng và một số thì tiếc của việc nhà. Thì đức thầy nói thêm, hãy thì có lúc nào mà ông ngồi ông suy nghĩ đó, ông thấy can ở ông thương không? Thì con thằng Lý nó dạ thưa thầy có chứ, có những lúc con thấy họ cực nhọc vì chán cơm manh áo mà họ phải cả ngày làm lụng mồ hôi lắm tấm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cho nên con thương họ lắm. Thì thầy nói cái tư tưởng mà ông thương những can ở ông đó, lúc đó là cái tư tưởng ông là Phật đó, lúc đó ông là ông Phật sống đó, tư tưởng ông thương người. Rồi thầy mỏi dồn rồi có khi nào mà can ở ông mà làm cái gì hư sai quấy không nghe lời ông, rồi ông có ghét ông có chửi họ không? Thì ông Trần Lý nói dạ thưa thầy có những lúc không nghe lời con chửi nó phá hư hại đồ con la rầy nó. Thì thầy nói rằng những cái lúc mà ông gây, ông ghề, ông rầy, ông la, ông chửi, ghét ở ông đó, thì lúc bây giờ tâm ông là ma, giờ là con người nhưng ông là ma, tỏ ra một thái độ giận dữ với những cái chúng ta của mình. Vì vậy cho nên ở chỗ này chúng ta mới khẳng định được rằng hiển ngôn đây, nếu mà chúng ta có một sự hiếp đáp với kẻ chúng sang mình thì xin thưa rằng chúng ta là ma chứ còn nữa cái gì. Cho nên mong rằng nếu như đồng đạo chúng ta ở đây ai là những người có những cái ăn ở trong nhà thì đồng đạo phải nên thương họ. Nói một cách khác chúng ta thương họ hơn thương mình đó gì. Ở đời nó có những cái nó ngược đó đồng đạo à. Đáng lẽ ra cái người giàu á phải thương người nghèo đúng không? Đáng lẽ ra cái người chủ phải thương cái người tớ. Bởi vì thế gian này không có người tôi tớ thì làm gì có người chủ. Nếu thế gian không có cái người nghèo làm gì có người giàu. Mà thầy dạy là giàu sang nhờ của người bần thất thâu, nhờ có người tôi tớ như vậy thì người chủ được lên qua lên xe xuống ngựa đúng không? Bây giờ đồng đạo hình dung với tôi thế gian không có ai làm thuê làm mướn hết á, thì chúng ta kiếm được ông chủ không? Được không thầy? Không, không có người làm tôi tớ làm gì có được ông chủ. Như vậy thì mình được tôn xưng là ông chủ đó, nhờ ai? Không phải mình tiền nhiều lắm của mà được làm chủ phải đồng đạo à? Mà mình nhờ những cái người cam tâm làm tôi mẫu cho mình được làm chủ. Tôi nói về tổng lý, chúng ta nhìn sang một chút. Vì vậy cho nên nếu mà nói góc độ này thì khi đồng đạo chúng ta làm chủ rồi đó, mình phải thương những cái ăn ở hơn thương con của mình đó, mới được. Bởi vì tụi nghiệp họ với mình cũng là người cũng đồng cốt nhục quan thai, mà giờ này họ cam tâm làm cái ăn ở của mình thương họ không hết chứ, hà tất phải ghét họ. Nếu họ có lỗi lầm mình thì mình càng thương họ, càng tha thứ cho họ. Mình như vậy mình còn nói lòng hồn hồn với họ. Đúng với câu là tiên sử kỹ hậu lan sử bỉ, bắt lỗi người ta xét lỗi mình. Thì nếu như chúng ta có một lối sống như vậy thì không bao giờ chúng ta phạm quỷ môn. Còn nếu ngược lại thì chúng ta phạm và chúng ta đi ngược với một cái quy trình. Rồi cái thứ hai nữa, cái người làm quan thì đó với dân đen thì trước đây thì có. Trước đây là tôi nói những cái thập niên trước, những cái thời kỳ phải nói rõ là không kiến rồi đó, thì thường thường làm quan thì phải nói hà hiếp dân đen. Khi chúng ta coi những cái mẫu chuyện tiếng họ sông hậu rồi đó,
những cái bộ chuyện xưa mình thấy rồi, làm quan là gần như coi dân cũng như là có ác gì thôi. Nhưng mà thời kỳ này không phải vậy nữa rồi. Thời kỳ này gần như chúng ta thấy bình dân là bình quyền hết rồi. Và bên cạnh quan trường ở ngoài đời thì trong đạo chúng ta cũng vậy. Những anh em chức việc trong đạo, những người chức sắc của đạo, chức việc của đạo thì chúng ta cũng phải đối với đồng đạo mình một cách hết sức là hài hòa. Chứ không phải là tôi là trưởng ban à, tôi là giáo lý viên à, quý vị không bằng tôi, phải nghe lời tôi gì đó, thì không phải vậy. Bậc đức thầy mình, đức thầy còn cho biết rằng đó là kêu thầm hay gọi bằng ông cũng không có mối học tôn ti cả. Có ai bằng thầy mình không quý vị? Xin tôi là không. Mà thầy còn cho biết rằng tôi không tu cũng không mời thỉnh mặt tình ai trọng kính hay chơi mà. Đức thầy chúng ta rất là thể hiện một tính rất là công bằng. Cho nên mình học tập là đức thầy gì á, chúng ta chưa bằng thầy mình đâu. Vì vậy cho nên giờ này giả sử chúng ta cao hơn một chút thì chúng ta phải thương đồng đạo của mình. Thí dụ bây giờ tôi nói giờ đơn giản thôi, cả hội trường này ai cũng là giáo viên chúng tôi hết trơn, thì bữa nay tôi nói ai nghe đi quý vị, đúng không? Tôi là cái người cảm ơn quý vị. Quý vị là người ơn của tôi đó. Nhờ có quý vị mà tôi mới có cơ hội đứng đây để chia sẻ cái bài học này để tôi nhớ. Chứ nếu cái bài học này mà tôi không chia sẻ là tôi quên à. Không phải quý vị cảm ơn tôi đâu, mà tôi là cái người cảm ơn quý vị đó. Nhờ có quý vị cho nên tôi mới được đứng đây. Mà nếu tất cả quý vị đều là tôi hết rồi thì tôi có nước ở nhà luôn, khỏi đi đâu hết, đâu có phát triển được không? Cho nên ở đây chúng ta phải khẳng định điều đó để mình có một cái lập trình trong tư duy của mình. Thì khi chúng ta có một cái lập trình trong tư duy của mình rồi, lúc bây giờ lời nói chúng ta ngon lành. Bởi vì mình đâu thấy mình hùng cao hơn thiên hạ đâu. Bậc đức thầy của mình hàng ngày còn cho biết rất rõ là điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chỉ anh bàn bạc để đào lề quanh thô ý kiến chẳng cao. Đức thầy chúng ta ngày càng còn xưng là dốt nát cái gì, ngài còn xưng là ta cũng chẳng hoàn toàn thấu thạo, ngài còn xưng là viết ít câu cho đời năm vịnh phẩm tài sơ xin hãy chúng ta. Còn chúng ta nghe giỏi bao nhiêu mình đã xứng, phải không? Cho nên khi mà hiểu rất điều này rồi, chúng ta không còn gì mà phân biệt nhân ngã đâu. Nếu ai cũng nghĩ cho tôi vừa nói hết thì chúng ta đâu có cái vụ hợp tu với nhau đâu, thì chỉ là mình nói giữa cái người trên và người dưới. Rồi tiếp theo nữa, giữa cái người giàu với người nghèo. Nếu như cái người giàu mà suy nghĩ kỹ được rằng là hôm nay nhờ cái người nghèo chúng ta mới có cơ hội làm từ thiện, nhờ có cái người nghèo mà tôn vinh chúng ta là người giàu có, thì chắc xã hội này không có cái vấn đề mà xảy ra trong một trong thị ngôn người đọc. Nhưng mà đắc tiếc người giàu họ nghĩ vậy, họ nghĩ là họ giàu nhất của cái xã Tâm Phong này đó, cho nên không ai bằng họ hết trơn á. Rồi họ xem kẻ khác những người nghèo khổ như cỏ rác vậy đó. Cho nên tôi nói một cách hôm nay là đạo, mình là cái người giàu, mình có tiền làm từ thiện á, thì đáng lẽ ra mình thương những cái người nghèo á gì. Bởi vì nhờ có người nghèo, cái người nghèo nè, mình mới cho họ được 10 ký gạo đúng không? Nhờ có người nghèo mình mới cho họ được phùng mì, nhờ có người nghèo mình mới cho họ được 100 ngàn. Mà nếu không có người nghèo, người nào cũng giàu hết, thì bây giờ mình cho gạo ai nhận đây? Mình cho tiền ai lấy? Thôi tôi có rồi tôi không nhận đâu, thì chúng ta đâu có bước đúng không? Vì vậy cho nên hôm nay sẽ chỉ mình có được công đức là chúng ta cảm ơn người nghèo. Tôi nhớ hồi xưa Đức Phật sinh ra một cái nơi đó, một kiếp đó Đức Phật sinh cái vùng đó đất nước ai cũng giàu hết. Mà Đức Phật vốn dĩ là cái người làm từ thiện với một cái tâm thiện nguyện, đời nào kiếp nào Đức Phật cũng làm từ thiện hết, mà kiếp này làm không được. Đức Phật cho gạo ta cũng không nhận, Đức Phật cho tiền ta cũng không lấy, bởi vì ai thiếu rồi mà lấy. Thì cuối cùng Đức Phật phải đào thai kiếp khác thôi à, kiếp này làm không được rồi, có ai nghèo đâu mà làm. Vì vậy cho nên chính vì vậy mà Đức Phật phải đào thai kiếp khác và nó làm được cái việc từ thiện, để cuối cùng ngài mới vung bồi một cái quả vị Phật Như Lai của ngài. Còn ngày giờ này đồng đạo chúng ta may mắn lắm, hôm nay chúng ta mở một buổi quỹ đạo, hôm nay chúng ta phát cho bà con nghèo 100 phần quà. Với một cái thái độ là ta là người giàu có này, quý vị nghèo khổ này là nhờ ta đó, thì chết rồi. Bao nhiêu đó là phước cũng không có mà phạm hủy ngôn luôn đó. Nó phạm đủ thứ chứ, nó ngộ rồi đó. Vấn đề là chỉ cần cái tâm chúng ta khởi ra một điều thôi, giống như chúng ta gieo hạt ớt vậy đó. Gieo hạt ớt lên một cây ớt, đớm ra khoảng chừng vài trăm cái ớt. Một cái ớt có vài chục cái ớt, một cái ớt chỉ có vài trăm hạt ớt, thì nhân lên dùng luôn như vậy. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta đừng có để phạm vào vấn đề đó. Cho nên hôm nay mình phải cảm ơn lẫn nhau. Mình giàu có, mình phải cảm ơn người nghèo. Thứ nhất là chúng ta được cái sự tôn trọng bình đẳng trong mỗi con người. Thứ hai, chúng ta có nguồn tư tưởng đó thì lời nói mình không bao giờ phạm hủy ngôn. Và thứ ba, chúng ta có được phước đức bởi vì mình có lời ái nữ. Mình luôn tôn trọng người ta,
gần như đối với người ta là người ơn của mình đó. À, hậu trường đã biết có các vị mạnh quân nào ở đây không? Quý vị thử hình dung cho tôi đi, những công việc làm của quý vị mà đối với người nghèo mà quý vị cứ xem đặt trong tư tưởng của quý vị đó, cái người nghèo là người ơn của quý vị đó, thì quý vị thấy hạnh phúc lắm, thấy thoải mái lắm, bởi vì mình đã làm được một cái điều đó và mình luôn tôn trọng cái người đó là người ơn của mình, mình đâu có tính toán gì đâu, thì lúc bây giờ chúng ta thấy hạnh phúc, không có phiền não, và từ đó phước sanh phước trong đạo. Và ngoài cái việc lời nói chúng ta nói ra, người đó tế nhị lắm, nhỏ nhẹ lắm. Tại sao vậy? Tôi cảm ơn chị, nghe chị mới nhờ có chị mà tôi được cho 10 kg gạo, cảm ơn chị. Thì lúc bây giờ mình đâu có những cái lời nói mà khó nghe đâu, đúng không? Và cái người nhận tiền của mình, nhận gạo mình, người ta vui lắm, tôi công nhận nha, cái chị này đạo đức thế ghê, đúng là tu theo Phật giáo Bảo Hạnh, đúng là tín đồ của mình cho chủ á, công nhận nha. Mình người ta giàu có vậy đó, ta đi xe hơi không à, mà gặp mình người ta niềm nở tay bắt mặt mừng, ta không có phân biệt gì hết. Nọ mà ta nói trong đó tu gì lời không hay, lời đâu, bao nhiêu cái lời đâu, chẳng những bản thân chúng ta lời mà luôn cả đạo chúng ta cũng lời đồng đạo, cũng một lời nói. Còn ngược lại mình nói những lời nói sức là phải nói là sắc sược ỷ thị, ta nói chàng ơi cái chuyện này tu gì có phúc đức gì đâu, tu gì đâu mà còn bản ngã quá, tu gì đâu mà còn lời nói ỷ thị coi người ta như đơn như rác. Thì chúng ta thấy điều này rõ ràng, xã hội đều biểu quyết đề này mà khi một người rơi vào đáy rồi thì chúng ta tu gì là lỗ vốn, tu nãy lợi mà tu này lỗ, đúng không? Bữa nay ở trên thành phố xuống đây cho 100 phần quà, mà với một cái tư cách như tôi vừa nói đó, sẵn sẻ nè, ỷ thị nè, coi cái người đến nhận quà này cũng như là cái người nghèo khổ cuộc đinh vậy đó, thì cái như là 100 phần quà này có phước đức rồi đâu, đổ sông đổ biển hết rồi. Cái người nhận người ta không vui, người ta phiền não, người ta phiền não, ta nói là một cái tội. Cái tội thứ hai người ta nói cái chuyện này tu hành mà kỳ quá à. Cái tội thứ ba nó tràn thôi, một giáo bảo gì mà kỳ vậy, rồi nó liên quan đóng công việc của thầy mình luôn nữa, rồi cái nghiệp này cái gì chịu nổi không, tôi chịu nổi đâu. Cũng từ một cái lời nói không suy nghĩ của mình, một lát mình đóng nợ luôn, phải nợ không, thì nợ phải trả, rồi từ 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 đó người ta sẽ xa mình, chẳng như người ta xa mình mà thánh thần cũng xa mình, thầy cũng xa mình luôn, và cuối cùng mình người ta càng xa mình chừng nào mình xuống càng nhiều đường đó, chúng ta địa ngục thôi. Bởi vì Công Tử dạy lòng dân lòng trời, mà nếu giờ này chúng ta sống ở trong cõi đời này mà mình không được lòng dân đó, thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ trời cũng bỏ mình luôn quý vị, trời cũng bỏ mình luôn, Phật cũng bỏ mình luôn à, bởi vì mình không nghe lời thầy rồi. Cái đường đạo thì cuối cùng là chúng ta tu gì là quá lỗ rồi, thì nó không hết. Đây tôi nói một số khái niệm thôi, còn bây giờ bàn thêm cái người cái người khôn lanh nói như lời thất thiệt là không học đó, thì vấn đề này chắc mình không có đâu. Vấn đề là những cái người ở bên ngoài, những cái người phải nói rõ là gọi là khôn lanh đó, có những cái lời nói gọi là ma mị đó, để mùa nói nhiều, để dồn những cái người hiền đó vào một cái vách nào đó, thì vấn đề này chắc là chúng ta không có. Nhưng mà cái cuối cùng chúng ta thường có là cái sự học thức, ý sự học thức mà chúng ta ỷ thị cái mình, ỷ mình học thức để chúng ta hiếp đáp người chốt đáp, thì vấn đề này đôi khi trong đời chúng ta không có. Và chính vì vấn đề này mà ngày xưa khi Đức Thầy viết cái bài viết làm Cú An, bởi vì đồng đạo biết ngày xưa là Cú An còn nhiều vị, tức là rất là nhiều vị phụ đồ nhỏ, mà các ông này chỉ có kiến văn thôi mà thông lắm, nhưng mà xem dân như cỏ rác vậy, không có tôn trọng ai hết. Bởi vì ông là độc nhất mà, ông là cái người rất là thông về Nho giáo, là phải nói rõ là trong làng Cú An ông là cái người bậc nhất, đâu có ai ra gì đâu. Vì vậy Thầy mới cho biết rằng nhiều người kinh sử lão thông nè, mà không sửa tắc mà lòng còn mới. Cái người kinh sử lão thông mà chúng ta không sửa tắc, không thương người, mình xem những người khác là cùng đinh, những người khác là dốt nát không bằng mình, thì xin thưa rằng đấy là những điều mà chúng ta tự giết mình, tự hại mình, thì mình cũng chẳng có gì là thông minh, cũng chẳng có gì là hiểu biết rộng đâu. Ấy thì đấy là chúng tôi đưa ra một số khái niệm, thì chúng ta vừa trình bày cũng như chúng ta vừa có những cái sự phải nói rõ là chia sẻ với nhau trong đời tu hành của mình, để mình thấy cái lợi cái hại, mỗi ác tôi trình bày đều có lợi hại trong đó. Chúng ta liên tưởng như vậy thì mình mới thực hiện đúng được. Cho nên Đức Thầy mới dạy rằng hãy tránh những sự giết người như thế ấy, vì kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại vì họ bạc phước vô phần nên phải chịu luyện mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm phải dùng những căn của mỹ từ, như lời trang nghiêm diệu mà chỉ bảo không khá bao biến mà mắc tội lỗi. Đức Thầy dạy quá rõ ràng rồi ha, dầu rằng họ nghèo hơn mình, họ dốt hơn mình,
À, họ hỏi thức của mình, nhưng mà họ vẫn có khói óc, vẫn có con tim, họ vẫn có Phật tánh. Và hơn cái nữa, các Phật tánh hằng ngủ mỗi con người đó, thì Phật tánh không có cao thấp, không có Phật tánh chủ, không có Phật tánh tớ, cũng không có Phật tánh cái người thông, không có Phật tánh cái người dò, người dạy. Phật tánh vốn gì nó độc với nhau. À, cho nên chúng ta nên phải thực hiện là Đức Thầy. À, đó là ta nên thương hết các người. À, tức là mình không có phân biệt gì, chúng ta thương hết. Giống như Thầy chúng ta vậy, tình yêu mà chẳng biết ai cả, yêu khắp muôn loài là chúng sinh. Thì khi chúng ta thực hiện thì rõ rồi, thì mình mà không có còn phạm vào ý ngôn ác thứ nhì mà Thầy dạy. Rồi đến ác thứ ba Thầy dạy là ác khẩu. Ác khẩu là những tiếng thời thốt, tục tằn, lỗ mãn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha, chẳng cả đến luôn thường hiểu thảo, mạnh bạo hâm he đánh với những kẻ yếu hèn, hiếp đáp sớm chờ cô bác. Mở miệng ra thì chù gió mắng may, chửi rủa trong gia đình không kiên thần thánh. Tối ngày mời thỉnh long cung, kêu ráo Phật trời mời thỉnh long cung, làm cho tội lỗi càng thêm chồng chặt. Tới ác khẩu thứ ba bài biện, tiếng tục tằn thô lỗ uống ăn, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luôn thường thảo hiếu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp sớm chờ cô bác chẳng kiên, trong gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế như sang thẳng thẳng, chẳng kiên để Phật trời thượng cảnh, tội long cung mời thỉnh tối ngày, đời đã thu tội trạng thảm thai, phiên ba tánh ba gia đang bỏ, gương tổ phụ còn roi lại đó, sao không theo nề nếp giáo phong, chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo trong tay nam tóc. Mấy câu trên toàn là rồng đặt những đàn bà cái khách các con, kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dưới ngắn mang tay ách, lựa lời nét dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đâu tránh thiện từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ưng ra đâu. Nguyên một đoạn mà Thầy dạy trong khuyến thiện của vừa nhắc lại. Thì như vậy thì chúng ta cũng đều đủ hiểu được là cái định nghĩa khái niệm về cái từ ác khẩu, rồi đồng thời hành trạng và pháp hành. Như vậy thì những cái việc lớn, những cái việc mà chửi cha mắng mẹ này kia thì theo tôi nghĩ là chắc là không có. À, chúng ta có chăng là những cái lỗi nó nhẹ một chút. Đôi khi cũng chính vì những cái lỗi nhẹ này, cái lỗi nhẹ này mà nhiều khi là chúng ta giữ ngươi đó, mình đôi khi mình phạm mình hay đọc. Cho nên ở đây thì đối với mấy ông thì vấn đề mà chúng ta gần như có những cái gì đó mà phạm vào ác khẩu như là thề thốt này kia thì chửi mắng này thì không có. Nhưng mà nhiều khi rồi nó cũng có một số khái niệm trong vấn đề thầy thốt, nó cũng có nhiều khi rồi trong cái công việc làm ăn rồi bức xúc quá thì cũng có những người thề. Thì chúng ta nhớ là những cái câu thầy thốt theo cái định nghĩa là thầy dạy thì đây gọi là khẩu, tức là mình thề thốt để mình bảo vệ cái lời nói của mình cho người ta tin rằng mình nói là thật. Mà thầy dạy thì sao? Kẻ giả dối thường hay thầy thốt, nó đặc biệt vậy đó. Mình nghĩ là mình thề vậy đó là để cho người ta tin mình là thật, nhưng không ngờ khi mình thề ra, yếu tố thứ nhất là chúng ta phạm vào ác khẩu, và yếu tố thứ hai là chúng ta thể hiện mình là con người dối trá. Dối trá mà thề, người không dối ai thề, khi ta nói cho bọn nghe nghe thì thôi không quan trọng. Còn cái người mà có một tư tưởng dối trá đó thì thường hay thề thốt. Rồi bên cạnh thề thốt ra đó, Thầy còn dùng cái từ là tục tằn, tức là nói tục. Thì nếu nói về cái từ nói tục thì hầu như chúng ta đã hiểu về khái niệm này rồi. Cho nên đôi khi trong lúc nói tục là thường là những lúc vui, những lúc vui không ạ? Nhưng mà đồng thời đó lại là những cái lời khẩu nghiệp. Cái người đời ta nói sao quyền người ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta là cái người tu thì xin thưa rằng các vấn đề này chúng ta không thể nào vướng được. Cho nên hồi đó thì mình không quen, tập trung vài ba người chúng ta nói một lát cái nó có pha tục đọc. Mà nó thật quý vị, nhiều khi tôi cũng có một số, một tiểu số đồng nghiệp, một vài người thôi. Ở dưới thì chúng ta nói thuật thì không nói chi, nó cũng còn thấy không cắm được. Rồi đôi khi cũng có một số vị đứng diễn đàn mà kể những cái mẫu chuyện nó hơi tục. Thì vấn đề này lại là vấn đề mà chúng ta thấy là một vấn đề chúng ta hết sức là phải nói là hoang mang trong cái nội bộ của chúng ta. Đấy. Thì đây là tôi nói những cái phải nói rõ là thực tế. Đó. Cho nên thì hôm nay dầu rằng ở một phương diện nào đó, khi lời nói chúng ta nói ra thì mình phải kiểm tra. Giống tôi nói hồi nãy, phải làm chủ lời nói, dứt phát không nói tục. Không đem cái chuyện phòng the, không đem cái chuyện riêng tư, dầu rằng cái chuyện đó chỉ có hai người thôi, chúng ta cũng đừng nói tục. Đôi khi mình nghĩ là chuyện này là cái chuyện riêng tư của cái đời tư của chồng vợ, nhưng mà đối với cái luật ở chỗ này, thầy dạy chỗ này thì chúng ta phạm.
Do rằng lúc đó mình không nói ác ai hết, đúng không đạo? Khi mình nói vui vẻ với nhau, nó đùa giỡn với nhau, nhất là trong cái tình chồng vợ với nhau, mình đang nói giỡn mà, nhưng mà không ngờ cái giỡn của chúng ta, nói thì giỡn mà nghiệp không có giỡn. Đồng đồng nhớ rằng nói nó đùa mà nghiệp không có đùa ha. Nhiều khi chúng ta làm cái này nè, mình nói đùa mà nghiệp không có đùa, nghiệp thiệt đó. À, lúc đó thì từ cái lời nói giỡn, nói chơi không có lợi, được lợi gì hết, được cái niềm vui tí xíu mà cái nghiệp chắc chồng nghiệp nè. Rồi nhiều khi chúng ta tu mà lo niệm Phật mà trả nghiệp này là phải nói rõ là khảo đạo đó. Vì vậy cho nên hiểu được cái nghiệp này rồi thì chúng ta dứt pháp là không. Rồi bên cái đó nó cũng có những cái lời nói giống như là chúng ta nói, mình nói nôm na là tôi dùng cái từ là nói điểm, đúng không ạ? Cái từ điểm á, khi mà chưa tu nữa, khi chúng ta có những cái từ điểm, cái từ điểm thì những cái từ đó thì nó cũng nó rơi vào trong ác khẩu, đúng không ạ? Những từ điểm thường chúng ta là kêu trời, hoặc giả là DM gì đó, vân vân, thì những cái từ đó thường thường mình nói mình không nói, nhưng mà những từ đó là nó gần như là nó theo một cái quán tính tự nhiên, nó tự phát ra đó, thì những cái đó chúng ta cũng sửa. Cho nên thay vì hồi đó chúng ta giật mình cái mình kêu trời thì giờ này sửa là chèn hơn. Rồi có người giật mình mô Phật thì cái đó là chúng ta thấy tốt đó. Cho nên mà chúng ta giật mình mà nói là nó ác không được, mà nó lại đặt điều điều đồng đạo theo tôi kinh nghiệm á, cái người mà niệm Phật nhiều á, khi mà giật mình á thì cái lời điểm đó là Phật mô Phật, là cái người đó tâm họ niệm Phật nhiều. Còn cái hết niệm Phật đó thì khi họ giật mình á thì cái câu điểm họ lại khác, là có những câu điểm nó hơn pha tục. À, thì đấy, những cái đó là điều ác khẩu. Thì đó là chúng ta bàn một số cái khái niệm về tinh thần chung, nhất là về mấy ông. Còn trường hợp mấy bà thì thầy giải rất rõ rồi, mấy câu trên toàn là đồng rằng mà những đàn bà cái các cháu con nè. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta ở đây đều có con có cháu, đúng không? Thì đồng đạo phải hết sức là lưu ý vấn đề này. Chúng ta đừng có nghĩ là con mình, cháu mình sinh ra, mình nuôi dưỡng, mình có quyền chửi nó, la nó, đầy nó thì không được, điều là khẩu cả. Mà lúc bình thường á thì không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta hiền lắm. Nhưng mà khi công chuyện xảy ra rồi nó khác đồng đạo. Khi mà nó quậy mình quá, con nít mà, thường thường thì đồng đạo biết con nít nó có tánh, nó phải nói rõ là bướng lắm. Rồi nó có những cái tư tưởng là gần như là có những cái tính cách là chúng ta chịu không nổi. Nó quậy mình quá, cái mình giận quá, cái mình có những cái lời nói hơi khó nghe. Thì đôi khi sau khi là nói rồi mình hối hận, nhưng mà chúng ta đừng để cái trường hợp xảy ra. Giống như khi Đức Thầy đang thuyết pháp ở tại Tổ Đình, thì lúc bây giờ có một bà lão ẵm một đứa bé trên tay, cũng độ chừng khoảng hơn một tuổi thôi. Thì Đức Thầy đang thuyết pháp Tổ Đình, thầy nhìn thầy nói đem đi đâu vậy, mượn người ta bắt thì cảm ơn người ta chứ đem đi chi. Thì lúc bây giờ các vị xung quanh Đức Thầy ngạc nhiên, ủa cái sao thầy nói con này lạ vậy. Thì bà lão kia từ ở ngoài bước vào, thì lúc bây giờ bà lão quỳ xuống, dạ thưa thầy, nhờ ơn thầy cứu giùm đứa bé. Hôm qua mẹ của nó giận quá, dùng những cái lời dùi trù đũa nó, thì khi nó ngủ xong sáng dậy là nó chết luôn. Tức là mượn thánh thần bắt nó đó. Thì thầy nói đã mượn người ta bắt thì mang ơn người ta chết, sao hôm nay lại đây mà kêu tôi cứu. Vì vậy cho nên khi mà thầy nói vậy thì bà lão ba mới là xin thầy lại thầy. Thầy do thầy tha thứ giùm. Con dâu tôi tánh nó nóng lắm, hôm qua nó giận cháu nội tôi, nó chửi cháu nội, chù đũa cháu nội, cho nên cuối cùng bây giờ mấy ông thần bắt thiệt. Thì lúc bây giờ hối hận quá rồi làm sao, cho nên thầy cũng dạy vậy, nhưng mà thầy nói thôi không có sao, thì thầy lại coi tam bảo lấy nước cúng đó cho đứa bé uống thì nó tỉnh dậy, và đó cũng là một bài học. Cho nên theo tôi nghĩ là bài học này thì nếu đồng đạo nào mà tu cao đó, tu mà có được một cái mình nói nôm na là có nội công đi, tôi dùng nội công đi, thì chắc có thể không sao. Có giận gì thì tiếng tay đổi mặt không dùng là nói. Còn mấy đồng đạo nào mới tu á, mới tập tu á, tu vài ngày đó đồng đạo với thằng mình hay không mới tu á, thì coi chừng chúng ta vướng vấn đề này. Cho nên hôm nay đây là một vấn đề mà chúng tôi nói chung với nhau về ác khẩu, chứ không là chúng ta bàn riêng từng người đâu. Mỗi người có một cái nhược đồng đạo cho nên chính vì lý do đó cho nên giờ này thì mình phải hết sức là cố gắng và để chúng ta không phạm ác khẩu. Bởi vì khi mình phạm ác khẩu thì cái nghiệp đến một cách hết sức là phải nói rõ là chúng ta không ngờ. Giống như ngày xưa trong kinh Phật kể hai câu chuyện. Một câu chuyện thì có một cái vị tỳ kheo này tên là Mặc Thách. Vị này thì gần như là đặc biệt điều cái gì, đi khất thực cùng với các huynh đệ khác đó,
người ta thì khách tự không có ăn, coi như là có người đi cả ngày vậy đó, trên cái bát không có món gì ăn trơn á. Nhưng mà mặt thắm thì ngày nào đi một lát trở về là trên bình bát này đồ ăn hết trơn á, nào là mọc nè, nào là cà ri nè, nào là tất cả thức ăn. Cho nên lúc bữa nào mặt thắm cũng về chia cho huynh đệ khác chứ. Cho nên A Nan hỏi vợ Bạch Thế Tôn, nhờ Đức Phật cho con biết coi kiếp trước á mặt thắm tu cái hạnh gì đó mà giờ này đi đâu sao cũng dường hết trơn vậy, còn tụi con cái đi mấy cút gì đó. Cái Phật nói này A Nan, không biết ông với Xá Lợi Phất còn nhớ không, cách đây trên dưới hơn 20 năm có một cái con khỉ trong buổi Như Lai Đang Thuyết Pháp, nó bưng ra một cái chén mọc với một cái lòng thành kính cúng dường Như Lai, và Như Lai tiếp nhận, các ông nhớ không? Thì lúc bây giờ A Nan mới là người nhớ dây, dạ dạ thưa thưa Thế Tôn con nhớ rồi, cách đây khoảng 20 năm có một con khỉ tự nhiên hồi sáng nó bưng một cái chén mọc lại cúng dường. Thì Đức Phật nói hãy tiền kiếp của mọc thắng tức là con khỉ kia. Thì lúc bây giờ một vị tỳ kheo khác đứng lên hỏi, dạ bạch Thế Tôn, như vậy thì con khỉ kia là rất tốt đúng không? Như vậy thì tại sao tiền kiếp con khỉ kia là cái gì mà lại đắc thành là phải mang con khỉ vậy? Đức Phật nói đây là câu hỏi rất là hay, tức là chưa tìm nữa. Vậy Đức Phật nói là đây là câu hỏi rất là hay, các vị biết rằng tiền kiếp con khỉ kia nó là cái gì không, nó phạm cái tội gì mà giờ này nó phải mang con khỉ? Bởi vì ở vào cái thời xa xưa và cái thời Phật Ca Diếp đó, thì có một cái vị sa di này tu hành tinh tấn lắm, nhưng mà vì tuổi nhỏ không có giữ được cái miệng. Vì vậy cho nên một ngày nọ gặp các vị tỳ kheo đó đang lôn khôn leo núi đặng đi khắc thực đó, ở đằng xa nhìn thấy cái mà nói chàng, nó nhìn mấy ông này leo núi ốm yếu giống như con khỉ vậy, một câu ác khẩu đó. Dầu rằng khi nói câu này ra thì vị sa di này biết là mình phạm ác khẩu, có ăn năn có cải hối đó, nhưng mà cuối cùng phải đọa thành cái kiếp khỉ. Bởi vì lời nói chơi ta như khỉ nè, chơi ta là ta không thành khỉ, mà mình thành khỉ mấy ông chết nó đặc biệt vậy đó. Cho nên mình đừng có chơi người ta, mình chơi người ta dốt, người ta không dốt cho mình dốt rồi đó, bởi vì mình dốt mình mới chơi người ta đúng không? Mình nói mình là người thông suốt mà mình chơi người ta dốt thì mình là cái người dốt, mới chơi người ta hàm huyết cúng nhân tiên ngôn tự khẩu ngậm máu phun người miệng mình chết trước. Vì vậy cho nên lúc bây giờ vị sa di này chơi các cái vị tăng già tướng đi lông khôn nhìn giống như khỉ, cho nên cuối cùng phải kiếp sau phải đầu thai thành khỉ. Nhưng vì có tu, nhưng vì có cái lòng kính trọng Phật pháp, cho nên con khỉ này nó khác với con khỉ khác. Con khỉ này giàu rằng bị nghiệp nó mang tâm khỉ, nhưng mà nó có cái tâm Phật, cho nên nó vẫn làm cái việc cúng dường, nó cải hối đa năng, và khi hết cái kiếp khỉ rồi thì nó trở lại vị trí là một vị tỳ kheo mặt thắm. Rồi mẫu chuyện thứ hai cũng trong kinh Phật có ghi lại trong Sa Di Luật đó, tôi nói đây là nói sách bắt có chứng á, trong kinh Sa Di Luật trong đó có nhiều phẩm, thì trong cái phẩm gọi là tôn kính các bậc sa môn đó thì cũng ghi lại cũng là một vị sa di nữa. Vị sa di này nghe một cái vị tỳ kheo tụng kinh cái tiếng ồ ề, nói ông này tụng kinh khó nghe giống như tiếng chó sủa vậy, ai nữa coi chơi con câu một mà vị biết rằng ở trong Sa Di Luật đó có ghi lại đó, với một cái câu nói khó nghe phạm cái ác khẩu như vậy đó mà cuối cùng phải bị đọa làm là phải nói rõ là mấy trăm chiếc chó đó để trả lại câu nói đó, phải được giảm đâu đây ví dụ rằng một chuyện này mà ở trong kinh Sa Di Luật, trong cái phẩm mà tôn kính bậc sa môn ghi lại. Vì vậy cho nên giờ này chúng ta cẩn thận nghe, mình có chơi người ta, mình chơi người ta là khổ nghiệp đó, chàng không chứ tâm sao không dốt vậy thì tôi vì phạm khổ nghiệp là tôi có sao chứ, mà các quý vị là cái người có sao, hoặc là tôi chơi quý vị thì tôi quý vị đâu có gì đâu, người ta chơi mà mình đâu có gì đâu đúng không? Mà ngược lại cái người mà thốt ra câu nói đó thì chúng ta phạm cái tội nặng lắm, nó không hết hay đồng nào chúng ta đưa ra các câu chuyện vậy được không? Rồi đến ác sau cùng đó là vọng ngữ. Ác thứ tư là vọng ngữ. Vọng ngữ là gì? Thiêm thường miễn quật, có nói không, không nói có. Ác vọng ngữ này cũng là nguyên nhân cho những sự bất công của nhân loại. Thương người nào kiếm cách bào chữa, thiêu thừa sự tốt, giấu giếm sự quấy, thiêu thừa sự tốt. Ghét ai thì đặt điều nói xấu, che đậy cái điều phải của họ. Phe phan tự đắc, xảo trá đa ngôn, làm cho kẻ khác
khinh khi miệt thị. Thì Đức Thầy đã dạy rất rõ đấy là cái hành trạng của vọng ngữ. Mà Ngài dạy rất rõ trong quyển Khí Thiện, đó là ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm. Nói thiên thừa, luyện mặt vũ điện, ghét người thời kiếm chuyện giả thiếu, thương viện lẽ thấp cao bào chữa, đời bất công mấy ai xem sửa, trên điên qua chứ chẳng phục tòng, khuyên nhân sanh cái lẽ chí công mà ăn ở cái năng chân chấp. Phật từ bi độ trong nhân vật là luật kinh giải rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn hướng tai ương, mà Đức Thầy dạy rất rõ. Và Đức Thầy cho biết rằng người dương thế trong ương bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xấu ngô, đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng khen giỏi khen hát tại cả. Người hiểu lành mắc cạn thiên chắc, chi bằng ta bỏ lên cho tiêu, nói dai cũng phải lựa điều, đừng tráo chát cho người khi dễ. Thì Đức Thầy dạy rất rõ trong cái nguồn sống thiên của Ngài mà chúng tôi vừa nhắc. Như vậy thì giờ này chúng ta mới từ đó mình mới suy ra được rằng đây là một cái ác quan trọng nằm ở trong ngũ giới cấm của nhà Phật, gọi là bất vọng ngữ. Tức là ngày xưa những cái vị tại gia cư sĩ thì phải thọ gọi là tam quy ngũ giới lòng hành trình theo mà Thầy dạy cho ông Phật Đạo Hảo. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới là bắt sát sanh, bắt đạo tạc, bắt tài danh, bắt vọng ngữ, bắt âm tủ. Thì đây là năm cái giới, thì trong đó có cái giới này tức là vọng ngữ. Vì vậy cho nên hôm nay trong con đường tu hành của mình thì đây là vấn đề mà chúng ta cần phải tránh. Tránh bằng cách nào đây? Đồng đạo nhớ ngày xưa La Hầu La, khi mà tuổi nhỏ La Hầu La là cái người hết sức là vọng ngữ đồng. Có nghĩa là La Hầu La vọng ngữ với một cái thái độ là nó đùa nó giỡn thôi. Khi có người đến hỏi Đức Phật ở đâu, thì khi Đức Phật ở tỉnh xá này thì A là La Hầu La nói Đức Phật ở chỗ khác. Thì báo hại những vị này nó tìm Phật phải đi tốn một đoạn đường mà phải đi hàng trăm cái số vậy đó. Tức là có những cái lời nói không hợp. Vì vậy cho nên có một lần nọ khi Đức Phật đến, La Hầu La tức là lấy nước cho Đức Phật rửa chân. Khi rửa chân rồi thì Đức Phật nói rằng: này La Hầu La, nước mà con vừa rửa chân cho ta, nước này có dùng được hay không? Thì La Hầu La bạch: và bạch Thế Tôn, nước dùng không được. Thì Đức Phật nói: ấy, cái người tu mà không giữ phẩm hạnh để rơi vào tội vọng ngữ thì cũng như nước rửa chân này vậy, xài không có được. Rồi Đức Phật đổ luôn một cái thau nước. Phật nói lên: này La Hầu La, khi tức sớm cái chậu này rồi, trong chậu còn nước không? Thì La Hầu La cái bạch Thế Tôn: khi cái chậu khô rồi thì không còn nước. Thì Đức Phật nói rằng: này La Hầu La, nếu như người tu mà phạm vào vọng ngữ đó thì xem cái chậu kia không còn nguyên công đức thì không có gì đạt đạo được. Vì vậy cho nên hôm nay trong con đường đời tu của mình, đây là một vấn đề mà chúng ta hết sức là phải nói rõ là cộng hồng. Cái chuyện mà vọng ngữ về trực tiếp đó, nói dối về trực tiếp đó, thì theo tôi nghĩ rằng mình chắc không thích đổi. Khi mình hiểu rồi về nhân quả, chúng ta không dám nói dối trực tiếp đâu. Nhưng mà thường thường chúng ta rơi vào cái chỗ vô tình, gọi là cái chỗ gián tiếp. Vô tình như thế nào? Vô tình là chúng ta nghe một cái thông tin mà chúng ta không rõ cái nguồn gốc thông tin đó, rồi mình lại chuyển tải thông tin đó đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, thì chúng ta là cái người nói dối. Cho nên chúng ta ví dụ một tình huống đi. Ví dụ như cái người này, cái đang thuyết giảng, cái xong đang cơm, cái nói nhỏ: chị ơi chị, tôi thương chị nghe, tôi thương chị lắm đó. Tôi nói nghe, tôi nói chị nghe chuyện này nha. Cho nên đồng đạo nhớ, người ta thương mình là thôi được, nếu thương tôi đừng nói tôi nghe. Mà nó có trường hợp: chị ơi chị, tôi thương chị lắm nghe, tôi nói chị nghe chuyện này mà chị đừng nói ra. Hay thường thường cái chuyện này mình đừng gặp, tôi thương chị lắm, tôi thương chị lắm, tôi nói chị nghe cái này nè, chị đừng nói ra. Chị biết không, cái ông đồng đạo mình ở dưới Thanh Bình đi chợ gạo, ông dòng tải lắm. Thấy ông tôi qua lạnh gì ông tải lắm. Tôi nghe người ta nói vậy đó, mà chị nhớ đừng nói ai nghe chị. Thì chị này chị nghe rồi, chị không nói ai, nhưng mà về cái chị nói với chồng chị: ông ơi, hồi đó giờ thì ông tôi chồng ông nói không, ông trong ban trị sự, ông là phải nói là phu quân của tôi, trưởng ban trị sự của chợ gạo, với ông hiền lắm. Mà giờ này ông có nghe, ông tin là ông phá tội ông ơi. Nhưng mà lúc mà khi kể với chồng đó thì còn nhớ, bạn tôi qua nó kể tôi nghe đâu, tôi có biết đó, mà ông nhớ đừng nói ai nghe. Ông còn nhắc câu này nghe, thì ông này đâu nói ai đâu. Cái qua ngày sau đi ra ngoài ruộng làm với ông già, cái giấc trưa hai cha con vô trong món mát nghỉ, cái cũng thể chuyện thật xưa. Cái đó ở cha nói cho nghe nè cha, đêm hôm vợ con nói gì đó cha, chàng nội công này dùng tệ lắm cha, hồi đó giờ mình tin tưởng ông,
mình theo trọng bây giờ biết trong phá tại, nhưng mà lúc này thằng con nói với cha thì quên cái câu mà cha thì nói sai nha, quên cái này. Thì lúc bây giờ qua sáng ngày sau đó thì ông già chồng đi đám dỗ, thì ông đem cái chuyện đó cha nói ông biết không, hồi đó vẫn không tin trong cái đồng đạo ở chợ gạo thì không sai lầm gì, ông tệ vậy đó. Rồi cuối cùng đạo mình dùng tôi cái nguồn gốc từ ở cái lời nói thương chút xíu đó. Vậy thì kéo ra một cái đám chúng ta bọn nữ hết rồi, từ con dâu bọn nữ đến chồng con bọn nữ đến ông già chồng bọn nữ là luôn cả cái đám dỗ đó. Lúc bây giờ nghe ông này cũng là đức cao vọng trọng đúng không, khi mà ông nói ra tin rồi, và cuối cùng cái niềm tin đó không có cơ sở thì cuối cùng vậy là bọn nữ hết rồi còn gì đâu. Thì cái này là cái mà tôi thấy là đồng đạo chúng ta thường muốn, cho nên thôi cái chuyện người ta mình nghe mình nên tiêu hóa cho rồi. Nếu chúng ta nghe mình lưu tâm, mình kể cho người thứ hai, người thứ ba nghe đó, thì đây là một cái điều mà cái tội là cái người khởi sự cái tội nhiều, cái người kể liên tục cái tội kế, cái người kế tội kế cứ tội hoài á, cái chuyện thà ai không dính dáng gì cho rất lẽ là chuyện này đứa không có gì cho, mà tự nhiên ta đem về nhà của mình phanh phui ra, mình đàm tiếu, mình bình luận, mình chia sẻ người này, mình chia sẻ người khác, cuối cùng là tội nghiệp nó vướng chúng ta. Thì đây là những cái mà mình không ngờ đâu. Thì khi mà tôi đưa ra tình huống, đồng đạo thấy có không? Có. Cái chuyện này chúng ta thấy rất là có trong xã hội đó, đồng đạo à. Nhiều lắm. Nhiều lắm, không chết nhiều luôn á. Cái chuyện mà khen chê nè, cái chuyện bình phẩm nè, thì từ đó chúng ta mới thấy rõ rằng mình còn hụt hẫng vấn đề này. Thì những vấn đề này chúng ta mới nói rõ là mình phải nói không, không có đồng đạo của mình cái gì á. Cho nên giờ này đồng đạo ơi, khi mà nghe người ta đồn cái gì đó, cho nên khi nghe điện thoại á, chị tôi thương chị nói chị nghe nè, chị hay không chị đó, đừng nói tôi biết rồi, thương tôi làm ơn để tôi niệm Phật, đừng nói tôi nghe, chị nói tôi nghe là chị giết tôi đó, bởi tôi nghe tôi mắc kể cho chồng tôi nghe, mắc kể cho vợ tôi nghe đúng không, cái đồng đạo. Và chúng ta lỡ như mình là cái người nghe cái chuyện xấu người khác thì trong đầu của mình phải hình dung được đây là cái chuyện hài lai, chuyện này giàu có thật giàu không có thật cũng không liên quan tới mình hết. Trong mắt của mình nên nghĩ mọi người là tốt đi. Khi chúng ta nghĩ mọi người là tốt thì chúng ta rất an lạc, mà khi chúng ta nghĩ người này xấu người kia tốt là chúng ta không an liền. Cái thứ đồng đạo, giả sử giờ người đó thật xấu, giả sử tôi là người thật xấu, quý vị nghe tin đồn là đúng đó, thì quý vị cũng đâu có giúp được tôi gì đâu đúng không. Tôi xấu tôi tội nghiệp, bị tội bị nghiệp thì tôi bị đỏ, gì cũng bị đỏ đâu. Mà quý vị mà xen vào đó, nói ngược, nói xuôi, nó tới, nó lui đó, tôi kéo quý vị với tôi đi cùng bị đỏ luôn. Nó đặc biệt vậy à. Cho nên có những cái mà chúng ta lấy cái miệng của mình, nó gây nghiệp, mình thấy những cái mình không ngờ. Những cái chuyện chúng ta nghĩ là những dân không dính dáng tới mình, nhưng mà cũng gì nói đi nói lại với nhau. Rồi cuối cùng chúng ta phải hướng vào cái người. Thì đấy là một cái yếu tố mà nó rõ là gọi là vô tình, gọi là gián tiếp. Rồi cái thứ hai nữa, giờ này cũng có một tiểu số đồng đạo chúng ta đang mang cái bọn ngữ mà mình không có hay. Cái thứ nhất là gì? Thì nhất là tình trạng hộ niệm. Ở đây thì chắc có thể quý vị rất ít, bởi mật độ của đồng đạo ít, cho nên thì cái đoàn hộ niệm ít có xâm nhập về đây. Còn điên về cái vùng Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ở trên đó, trên chúng tôi thì có rất nhiều. Khi cái đoàn hộ niệm này đến, khi một cái người mà vừa tắt thở thì anh em hộ niệm bài bản lắm, họ rất là bài bản, họ không cho thay đồ, tức là chết sao đã yêu vậy, không cho nhân mùng để cho họ ngồi xuống bên hộ niệm. Họ quy định là họ niệm 8 tiếng đồng hồ, khi cơ thể người này mềm là được vãng sanh. Rồi khi 8 tiếng không mềm, họ niệm xin niệm 12 tiếng, có người niệm đến 24 tiếng nữa. Và khi niệm xong thì họ khám tử thi, họ nói là tử thi mềm hoặc là nóng cái đầu, nóng cái trán, cậu nói là như vậy là người này bạn sao. Thì đây là vấn đề gọi là đại phật tử nè, ai là cái người chứng thực người này là bạn sao. Tự nhiên chết vậy ngồi niệm Phật xung quanh nữa đó, rồi 8 tiếng 9 tiếng vậy đó, cơ thể nó ương lên là gần rồi nó mềm mềm, nó cho là bạn sao. Với một cái niềm tin chúng ta thấy hết sức là mê tín trong đạo, mà trong đạo chúng ta là có vấn đề này. Chuyện này đã lâu rồi. Tôi cũng đã mạnh dạn vấn đề này cách đây khoảng 10 năm về trước. Ở rất nhiều cái diễn đàn thì giờ này cũng nhờ nó đi nó lại nhiều lần, cho nên nó cũng giảm. Thì cái trường hợp này thì không bọn nữ đó, mà chẳng những bọn nữ bình thường mà đãi bọn nữ. Bởi vì mình là người phàm,
mình chưa có được luật không, lấy cái gì mà chứng minh cho là người ta được vãng sanh? Bởi vì cái triệu chứng vãng sanh là chỉ có cái người vãng sanh biết thôi, hoặc giả là những người có luật không như thầy mình mới biết vãng sanh, còn chúng ta hết hạn mình suy đoán thôi. Mà mình khẳng định người đó vãng sanh vào đặc nhân không, người đó trước đây không tu, cũng chưa phải là người chân tu tâm đạo nữa, mà chỉ cần nọn họ niệm đến là họ cho là vãng sanh. Họ nói một ngày họ niệm tới mấy người vãng sanh vậy đó. Thì ai tôi coi đây, tôi nhắc vậy đồng đạo mong muốn mà có đòn này lời nhớ nhớ lời tôi nói nha. Thì đấy là những cái ngôn ngữ đó, những cái này rõ ràng là ngôn ngữ, những cái này là cái tội đại ngôn ngữ. Rồi thêm một tình tiết thứ ba nữa đi, mà giờ này đồng đạo chúng ta thường mắc phải nè, đó là vấn đề vấn nạn của thiên cơ và cụ. Bây giờ thì giảm rồi, giảm hơn 9 giờ giảm rồi, bởi vì nó qua cái tháng 5, tháng 6, tháng 4, tháng 5 rồi, nó qua rồi. Còn đồng đạo nhớ hồi cuối năm rồi không? Và đầu năm 2025 năm dần này, chúng ta thấy đồng đạo mình tiên đoán một thôi, nghe nó rõ là rợn ốc luôn á. Gì nào là tới rồi, dịch bệnh này tới luôn rồi, thầy mời rồi, tới công chuyện rồi, đời tới rồi, rồi hàng trăm hàng nghìn cái clip như vậy tung lên mạng, làm ô uế đi cái thanh danh, cái sự trong sáng vốn có của đạo Phật giáo chúng ta. Như vậy thì những người nói những điều đó họ là gì? Là tín đồ kéo vào não, họ đâu phải là người ngoài mình đâu. Nhưng mà mình rất thương họ khi họ nói những cái này là nó không đúng rồi, đúng không? Thực tế là không đúng rồi. Chẳng những bây giờ mà từ trước đến giờ, từ thời Đức Thầy chưa vắng mặt, thì cũng có một số người nhận định thời cuộc, cho nên Thầy mới viết cái bài cũng chính. Rồi sau đó gần nhất là lúc tuổi tôi cũng lớn rồi, thời buổi năm 99-2000, đạo thấy biết như đồng đạo chúng ta té ngựa cái này. Nói tới rồi, năm 2000 đời tới rồi, không còn gì nữa trơn á. Nhưng mà cuối cùng có tới đâu, thì tất cả là vọng ngữ hết rồi. Trong đó cũng có những đồng đạo cao, phải nói đồng đạo là trình độ cao mà chúng ta đáng để vẫn phạm vào trong này. Có đồng đạo cao là chúng tôi thấy là trong đạo mình là phải nói là tôn thờ, nhưng mà vẫn phạm vào trong cái vọng ngữ này. Khẳng định năm 2000 đời tới, cuối cùng năm 2000 đời họ tới thì sao? Thì mình tới, đúng không? Mình tới. Tới cái gì? Mình tới tội nghiệp của mình, bởi mình nó sai. Và nó đặt về một điều đồng đạo, một điều mà chúng ta đáng tiếc. Phải vì cái vết xe trước đổ, cái vết xe sau tránh thì đỡ, biết mấy. Đằng này vết xe trước đổ rồi, thì vết xe sau lại té ngay vết xe trước đó. Từ năm 2000 đến năm 2012, 2022. Rồi bây giờ nghe đâu còn đón nữa, đón gió nữa, còn đón sắp tới nữa đó. Cho nên nếu như đồng đạo nào mà nói vấn đề này, thì tôi khẳng định một điều, đồng đạo đó đang phạm tội vọng ngữ. Mà chẳng những vọng ngữ bình thường, mà nó thuộc về đại vọng ngữ. Ngoài việc đại vọng ngữ ra thì còn phạm một cái tội lớn gọi là tội ngữ nghịch, tức là phá hoại tâm đồng. Đây là một cái tội phá hoại tâm đồng. Bởi vì người ta đang tu hành y mắng như vậy, mình học chưa tới, mình hiểu chưa thông, mình lại tuyên bố đời tới muốn nổ thầy về, mình nhận định ngày này tháng này tháng nọ, thì rõ ràng mình đang phá hoại với con thì nữa cái gì. Mình âm thầm phá hoại tâm đoàn, mình âm thầm phá hoại cái nền đạo chúng ta đang phát triển. Riết rồi bây giờ cộng đồng người ta nói là sao? Tràn ở Ba Bà Hảo này tối ngày cái thiên cơ được buồn không? Người ta muốn tu, nhưng mà nghe thời buồn thiên cơ ta sợ, ta không tu luôn. Hình ảnh đẹp bị mấy người này coi hết luôn vậy à. Cho nên là tôi nói như vậy ở đây, vì nếu mà có tôi không cảm thấy không, bởi vì tôi nói thẳng anh. Hôm nay mình phải nói thẳng với nhau, bởi chúng ta đang nói ở cái chỗ gọi là vọng ngữ. Thì rõ ràng mình nói tháng 3, tháng 4, năm 2022 đời tới, mà bữa nay là tháng 8 đời không tới, thì mình vọng ngữ còn gì nữa đâu. Rồi bây giờ người ta coi mình ra cái gì? Tình anh em đồng đạo thương yêu lẫn nhau như con một cha, tế nhị chúng ta không nói. Nhưng mà bên ngoài thì người ta đánh giá thấp, chẳng những đánh giá thấp cá nhân đó, mà người ta còn đánh giá thấp luôn cả cộng đồng Phật giáo Bà Hảo, và người ta đánh giá thấp luôn thầy của mình. Ta nói là Phật giáo Bà Hảo vậy đó, mà đặc biệt các vị này thường nói cái này phải nói chi tôi nói đâu, toàn nói thầy dạy không à, thầy dạy vậy đó, thầy nói vậy đó, thầy nào nói tháng 3, tháng 4 đời tới nó chỉ cho con. Đức thầy chúng ta bàn về thiên cơ một cách hết sức là khoa học, đức thầy chúng ta chỉ giữ ngôn bằng cách khoa học. Còn đồng đạo của mình bắt chước thầy làm sai tôn chỉ mà thầy đã căn dặn rồi, thiên cơ bằng cọc, bằng trúng thì có lỗi mà bằng cọc thì có tội.
chúng ta tu là tu thiên cơ, là hiển cơ, đâu phải gì thiên cơ chúng ta không tu đâu. Đây là nguyên văn thầy đã giải không? Vì vậy cho nên giờ này chúng ta phải nhận định được điều đó. Nếu đồng đạo nào mà nghe theo lời một thiên cơ, đồng đạo cũng phạm vào ngôn ngữ luôn. Cái có nghĩa là cái người nói phạm đó chứ, mà cái người nghe chúng ta không phạm thì nó không hết đâu. Cho nên trong đời tu chúng ta mình hết sức là cẩn thận. Nói chung các đồng đạo mình cũng có ý tốt, muốn cho mọi người tốt, muốn rung cây nhắc thị. Nhưng không ngờ chúng ta làm sai, rồi từ đó cái hệ lụy, cái hệ quả chúng ta gánh không nổi gì, gánh không nổi đâu. Tôi là tôi thấy gánh không nổi gì đó. Còn mấy anh em khác thì sao thế? Rồi cuối cùng mình làm sai để rồi phải tội nghiệp. Trong khi mình tội nghiệp rồi chúng ta còn vướng bạc của thầy mình. Bởi vì thầy mình đã có nguyện rất rõ rồi, bể trọng đứng có cả sáu đàn tăng sĩ mới trở về thanh tịnh. Mà nếu như giờ này chúng ta còn kẹt ở đây thì thầy đâu có ăn vui được đâu các đạo. Chính vì lý do đó cho nên giờ này mình phải nhận định điều đó, để rồi chúng ta cố gắng tránh đừng có vi phạm vào các vấn đề chí cương của bạn. Như vậy thì chúng ta vừa bàn bốn yếu tố, tức là lưỡng thiện, ỷ ngôn, ác khẩu và ngôn ngữ. Ngoài cái miệng chúng ta nói ra thì bên cạnh đó cũng xin nói thêm các yếu tố phụ. Bên cạnh đó thì đôi khi giờ này chúng ta không dùng lời nói, mà nhiều khi chúng ta dùng chữ viết, chúng ta vẫn phạm vào khẩu nghiệp đồng đạo. Nếu như những cái dòng chữ viết chúng ta nó mang một tính chất kỳ thị người khác, nói xéo nói xiên người khác, nói những lời cay độc, dùng những lời nó để chửi người ta, để nói xấu người ta, thì tất cả các yếu tố đó nó đều gây nghiệp. Hãy nói thêm vấn đề này nữa, bởi nhiều khi tôi không nói là khẩu nghiệp mà tôi dùng tin nhắn của chửi người ta, có dưới có bị khẩu nghiệp không? Bị chứ. Bây giờ tôi không có ác khẩu, tôi không hỉ thị, mà tôi nhắn tin trên Facebook, tôi nhắn tin trên Zalo, tôi là nói những cái chuyện phải nói rõ là thật sự, tôi dùng những cái lời nói để mà tôi nói cho người ta tức chết thì được, vậy tôi có bị khẩu nghiệp không? Có đồng đạo ạ. Có. Bởi dầu rằng chữ viết, dầu rằng tin nhắn, dầu rằng bài đăng, cũng có những đồng đạo bức xúc đăng các cái bài ở trên Facebook á, thì với một cái ý là muốn đăng đặng nói chữ xéo chữ xin người ta. Với một tư cách đó, với một cái ý định đó thì cái này chúng ta vẫn phạm vào khẩu nghiệp. Bởi vì dầu rằng những chữ viết, nhưng mà khi người khác đọc cái chữ viết của mình thì trong tâm họ sẽ phát âm thanh, đúng không? Dầu rằng bên ngoài không có âm thanh, nhưng mà khi chúng ta đọc những cái dòng chữ đó thì trong tâm chúng ta phát âm thanh, thì âm thanh đó nó sẽ kết thành tội nghiệp. Nếu như những cái chữ đó, những cái dòng chữ đó nó mang một tính chất phạm vào lưỡng thiện, hỷ ngôn, ác khẩu, ngôn ngữ. Vì vậy cho nên hôm nay trong vấn đề này, về thời buổi hiện tại này, thời buổi công nghệ thông tin giờ này, thì chúng ta phải hạn chế. Ngoài cái việc chúng ta im lặng, bởi vì im lặng là một cái dương quốc của trí tuệ. Một con người trầm tĩnh chừng nào, yên lặng chừng nào thì người này thường thường trí huệ phát sanh. Mà một con người mà nói chuyện nhiều quá, nói chuyện tùy tiện quá, gọi là đa ngữ đa quá, khi chúng ta nói nhiều quá thì thường thường chúng ta không kiểm soát lời nói của mình. Trong lời nói chúng ta ít nhiều nó sẽ có những cái điều mà vi phạm vào đây. Cho nên tốt nhất trong con đường tu của mình, nếu người ta hỏi muốn tránh khẩu nghiệp phải làm sao, thì tôi trả lời gọn: muốn tránh khẩu nghiệp phải làm thinh. Chúng ta làm thinh là tốt nhất trong đạo. Cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói. Và khi nói đây chúng ta mới nhớ một cái mối chuyện nữa, để chúng ta kể mối chuyện này mình kết thúc chương trình ngày hôm nay, kính đồng đạo. Cho nên lúc bây giờ thì có một vị Bồ Tát này, bà ngồi trong cái miếu nọ, ngày này sáng tháng nọ, dân chúng hàng ngày đến cúng dường. Cho nên cái anh ăn xin này ngày nào cũng đi ra, thấy anh ham, anh đang công nhận là Bồ Tát sướng thì ghê, ngồi đó có mà lại ta xin ta cúng đủ thứ hết trơn. Rồi đọc lời nhỏ: dạ thưa Bồ Tát, con thấy ở đây không ai bằng Bồ Tát hết. Bồ Tát phải nói là đúng là đức cao trọng trọng nha, mà bây giờ con muốn xin được làm Bồ Tát, không mấy Bồ Tát cho con thay thế cái vai Bồ Tát một ngày được không? Thì Bồ Tát nói được chứ, ta là vốn dĩ có một cái tâm từ bi độ lượng, nhà ngươi muốn cái gì ta đáp ứng cho cái đó. Nào bây giờ nếu muốn làm Bồ Tát dễ thôi, ngày mai đến đây ta sẽ nhường cho ngươi cái tòa sen này làm Bồ Tát. Thì lúc bây giờ anh sinh anh mừng lắm, bởi vì anh này cũng hiền lắm, thật thà lắm. Đấy, tức là nghĩ sao đó vậy à. Cho nên lúc bây giờ sáng ngày là cái Bồ Tát mới xuống tòa sen, ta nói thôi bây giờ ta nói với ông với ngươi gì nè, ngươi mà muốn làm Bồ Tát suốt đời cũng không khó, chỉ cần nhà ngươi im lặng
là những người sẽ làm được Bồ Tát xuất đại. Còn người không im lặng này ngươi sẽ đổ vỡ, không được làm. Thì cái vị này nói gì, tưởng gì đó nó dễ quá, ngồi để im lặng quá dễ rồi, thôi con làm được rồi. Thì Bồ Tát mới giao cái ngôi vị cho ông ngồi. Thì lúc bây giờ cũng như hàng ngày vậy, ngồi đó vậy đó, liêm nhiên vậy đó. Bồ Tát dặn là ngươi im lặng nghe, im lặng là Bồ Tát được. Thì lúc bây giờ người này là phán gì xin gì, người kia là phán người kia xin người kia, thì ông thấy ông cũng hết sức là bức xúc. Nhưng mà Bồ Tát dặn im lặng, nó dám trả lời. Cởi hai giá xong được cho cái đấu giá trả lời. Thì đến cái trưa một chút có vị bảo hộ nọ, ông là ông xin, ông mà ông cúng ông bái ông xin ông cho được là phước thọ, sống lâu, đừng có chết này kia, đừng có già này kia. Thì ông giá gì lúc bây giờ bị Bồ Tát thế bai này cũng cười cười vậy thôi. Cái ông bái xong bước ra đi, ông cũng đánh rơi một túi bạc. Bị khi ông quỳ xuống cúng đó, lộn túi bạc và đánh rơi. Thì tính kêu ông trở lấy túi bạc đánh rơi, nhưng phải chừng Bồ Tát dặn mình nếu làm thinh mà ông không kêu được. Thì sau khi ông vừa đi phước rồi, thì có một cái vị này nghèo lắm, áo rách rơi rách rướng tả tơi, vừa đi vừa khóc. Lợi mới lại Bồ Tát ơi, Bồ Tát độ con, mẹ con bây giờ già bệnh quá nặng mà con không có tiền trở đi bệnh viện. Mà nếu bữa nay mà không có tiền trở đi mẹ đi bệnh viện, chắc mẹ con không qua. Bồ Tát độ làm sao con có tiền. Ông khẩn, ông giá ông lại, cái bằng lại quyết liệt. Cái ông vừa ngóc lên thấy một cái gói bạc kế bên mình. Ông đấy Bồ Tát hiển linh, Bồ Tát hiển linh mừng quá, nhặt có bạc bước ra đi. Thì lúc bây giờ vị Thế Ba nói là không phải, Bồ Tát không hiển linh đâu, có bạc con kia nó rơi. Nhưng mà nhớ chừng là đã Bồ Tát dặn làm thinh, không dám nói, anh đủ yêu thương luôn. Thì sau khi ông bước đi rồi, thì cái ông Thế Ba ông lại, ông này thì khởi nể với cái hành trang là một cái vị ngư dân, cho nên đến đây là phái với Bồ Tát rằng chiều nay con sẽ ra khơi đến Bắc, Bồ Tát hộ trì cho con đó là làm sao là sống lặng cho yên cho con được bắt nhiều cá. Thì ông đang lươn khơm có cúng ông lại, ông miễn phái cái tự nhiên cái ông cứu hộ ông giàu có hồi nãy ông trở lại. Ông trở lại là ông tìm có bạc đánh rơi. Thì lúc bây giờ ông lại ông dần quanh dần quýt thì không thấy có bạc, dần qua dần không thấy ai, mà thấy có mình một cái vị này đang lươn khơm cúng lại cái rồi. Vậy là nhà ngươi không ai, nhà ngươi lấy cái túi bạc của ta, mớ tắc thì ta đánh rơi túi bạc tại đây, nhiều tiền lắm, bây giờ đi dùng lại của mình hết ngươi à, thì ngươi lấy cho ai? Thì đồng đạo thấy không, hoàn hảo không. Cho nên cái vị và ngư dân này đứng lên cãi, tôi đâu có lộn đâu, tôi cái hành trang của tôi là toàn là đồ đánh cá, không tin ông mở ra xem đâu có nó có bạc của ông đâu. Thì hai người mới đôi coi nhau. Thì lúc bây giờ cái vị Bồ Tát Thế Vai này im lặng hết nổi gì, đến lúc này là bất bình không. Cho nên lúc bây giờ ở trên tòa sen nói này, các ngươi im lặng nghe tam phán, bữa nay ngày Bồ Tát nói chuyện thì đâu ai dám cãi. Này tên bá hộ kia, cái túi bạc của ngươi đứng rơi hồi nãy không phải cái tên ngư dân này lấy đâu, mà trước tên ngư dân này lại có một tên nghèo khổ họ đã lấy túi bạc ngươi rồi. Cái tên ngư dân này quan ức không lấy của ngươi đổ ban người ta tội nghiệp. Thì lúc bây giờ dở đẻ đúng không, thì lúc bây giờ cái vị của hộ này bỏ ông không hàng đó, chạy đuổi theo cái tên nghèo khổ nãy, và cuối cùng thì đuổi kịp lấy lại cái túi bạc. Đến chiều thì Bồ Tát thì xuất hiện. Cái anh hỏi Bồ Tát thấy bữa nay con đóng vai bà thấy được không? Cái Bồ Tát đây được cái gì mà được, đã tôi kêu ông im lặng là ông đổ Bồ Tát, đàn này ông không im lặng, ông mở miệng ông nói bây giờ ông giết chết hai mạng người kìa. Ông nói ủa cái gì mà giết hai mạng người, tôi nói cho ông biết mẹ người ta đau sắp chết, mà nếu như có cái túi bạc đó thì người ta về người ta lo cho mẹ người ta đâu có chết đâu. Cái ông lão của hộ này mắc túi bạc đâu có sao, đằng này đó ông nói như vậy cho nên cái ông của hộ giật cái túi bạc lại, cho nên cái người đó vì bệnh nặng quá không có tiền thuốc thang, cuối cùng thì phải qua đời mới chết đất liền. Rồi cái người thứ hai đó, cái sự kiện dàn dựng ra đó, cái tên mà ngư dân này đó phải cãi cọ với phú lộc của ông này của hộ nè, phải đem ra quan huyện xử, thì cái tên ngư dân này đâu có đi biển làm cái gì, ở nhà lo xử án lo vụ tiền bạc đâu có chết. Đằng này cũng vì ông nói thật cho nên cái vị ngư dân này ra ngoài biển đánh bắt, thì chiều nay giông to gió lớn chết luôn mày. Cũng vì là nói không mà ông chết, giết chết hai mạng kinh hồn nào. Đây là một mẫu chuyện có thật trong nhân gian, có thật trong nhân gian nha, tôi nói có thật trong nhân gian, đó là mẫu chuyện người ta dựng lên, người ta dựng lên để đánh thức người đời. Đôi khi chúng ta nói năng thì tiện không hay đồng đạo, mình không có quản được đâu. Dầu rằng mình thấy đó là chuyện bất bình, mình muốn cứu người ta, nhưng không ngờ là nó thật mình lại hại người ta.
lại giết người ta, đúng không? Vì vậy chúng ta ở đời cũng có những cái mà chúng ta tế nhị. Giống như trường hợp mà giả sử tôi nói thí dụ đi, chúng ta sống đất Sài Gòn, mình mà thấy một cái tên kia mà nó vừa bóc túi người khác đó, mà mình chỉ cái tên đó là bóc túi của cô kìa, thì có chừng lát là chúng ta bị nó hại. Nó cũng có những trường hợp đó. Cho nên mọi việc ở đời nó đều do định luật nhân quả chi phối, do đó cho nên tốt nhất là chúng ta im lặng. Cho nên ca dao có câu là ai ơi im lặng là vàng, nói ra là bạc, té ngang cũng nhiều. Vì vậy cho nên trong mọi tình huống cuộc đời mỗi con người chúng ta, cái quan trọng là chúng ta phải cẩn ngôn cẩn hạnh, im lặng là tốt. Im lặng ở đây có nghĩa là phải là chúng ta không nói một lời nào, chúng ta cũng nói nữa, nhưng mà chúng ta phải nói năng điều chánh thì ăn chứ gì. Vì vậy cho nên tư tưởng phương Tây nó giải rất rõ rồi, trước khi nói chuyện phải uống lưỡi bảy lần, có nghĩa là chúng ta phải thanh lọc cái lời nói của mình trước khi chúng ta nói. Lời nói như thể tên bay, không nên bắt bậy lọt vào tai người, khó nhổ cho ra. Do đó cho nên hôm nay Khổng Thánh cũng dạy rất rõ là nhất ngôn cả dĩ hưng bang, nhất ngôn cả dĩ tán bang. Một lời nói làm cho đất nước cường thịnh, và cũng một lời nói làm cho đất nước đổ vỡ. Hoặc là nhất ngôn ký sức tướng mã năng tri, một lời nói bốn con ngựa cho ta không kịp gì. Kính thưa đồng đạo, cho nên chúng ta phải hết sức là cẩn thận, bán cứu phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Chỉ cần nửa lời nói bấy thôi, nó làm giảm đi đức bình sanh chúng ta rồi, huống chi chúng ta nói cả đời, nói hàng ngày những câu nói quấy. Vì vậy Đức Thầy mới dạy chúng ta rằng xưa Đức Thánh lượng bằng cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc lại mày thuận với hòa hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm mày các việc. Và hơn thế nữa thì ông cha ta đúc kết cái kinh nghiệm sống rồi, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu chúng ta thực hiện được các điều đó, thực hiện được cái vấn đề mà Đức Thầy dạy chúng ta không phạm vào khổ nghiệp, thì trong cuộc sống đời thường chúng ta sẽ được rất nhiều cái lợi. Nếu như cuộc sống con người ai ai cũng không phạm vào ác khẩu, ai ai cũng nói cái lời chân thiện, thì cuộc sống này tốt đẹp lắm. Mình sẽ là những cái người có uy tín với xã hội, được mọi người yêu thích, và chúng ta sẽ được tương lai rạng ngời, danh thôn tiếng tốt nếu không mất. Còn ngược lại, chúng ta sống trong cõi đời này mình mở miệng ra nói chuyện không thật thì gần như một đứa bé cũng không ưa chúng ta nữa. Mình sẽ không có uy tín, bị mọi người phỉ nhổ, sống như vậy chẳng khác nào như chúng ta đã chết rồi. Như chúng tôi nói hồi ở đoạn đầu, thì chúng ta gặp rất là nhiều cái điều trở ngại trong cuộc sống đời thường. Và hơn thế nữa, trong đời tu chúng ta lại quan trọng hơn. Nếu hôm nay trong đời tu chúng ta mà mình không quản được cái miệng của mình, thì dầu rằng chúng ta có tu hành cao siêu đến bao nhiêu, niệm Phật nhiều đến bao nhiêu, làm từ thiện nhiều đến bao nhiêu, nhưng mà cuối cùng cái miệng chúng ta đang hết nào. Ai cũng qua làm từ thiện ngày này sang tháng kia, nấu cơm bệnh viện miễn phí, chặt thuốc nam, lái xe từ thiện, nhưng mà chỉ cần vài lời nói quấy thôi thì bao nhiêu công đức chúng ta bị cái miệng ăn hết rồi, chúng ta có tích trữ được cái gì đâu. Vì vậy cho nên hôm nay người tu chúng ta phải quan trọng nhất là chúng ta phải giữ kín cái miệng của mình. Giữ kín cái miệng của mình là chúng ta đã đắc đạo một nửa rồi. Cho nên là một thầy dạy qua cái bài học khổ nghiệp này là một bài học có giá trị giáo dục đạo đức tích cực cho cái đời đắc đạo luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của con người nói chung và của cuộc đời hành đạo chúng ta nói riêng. Nếu chúng ta được phát triển thăng hoa vào lộ trình giải thoát, thì ngay giờ này đồng đạo chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ là được thầy dạy, đó là chúng ta phải nói năng điều chánh thì an chớ gì. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyện đời. Thì thời gian cũng rất là dài, thì chúng tôi cũng cố gắng chia sẻ qua những cái kinh nghiệm thực tế là được thầy cũng như các kinh sách khác để chia sẻ với quý vị ra đây qua cái bài khổ nghiệp. Thì trong quá trình trao đổi thì không sao cho hỏi những sơ sót đó, không quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã dành cái thời gian hết sức là yên lặng, những ánh mắt hiền lành theo dõi cái bài giảng suốt thời gian trên dưới hơn tiếng đồng hồ. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng để giữ gìn không phạm vào khổ nghiệp, đồng nghĩa là chúng ta đã được chánh thử, để rồi một ngày nào đó khi Đức Thầy trở gót thì chúng ta sẽ được quy với chân thầy, sẽ là những tín đồ ngoan đạo thực hiện đúng các tinh thần đoàn kết trong đồng giáo bảo chúng ta, và như vậy thì mình mới hưởng được cái quả vị trong ngày cuối cùng. Và cuối cùng thì mỗi đồng đạo chúng ta nên luôn luôn tâm đắc là Đức Thầy đã dạy, đó là tín đồ cùng các chư tăng từ đài sắp đến nói năng chọn là trân trọng kính chào. Nam mô Nam mô.
chú quý vị, hơn 1 giờ rưỡi đồng hồ vừa qua, chúng ta đã được nghe giáo lý viên ban phụ truyền giáo lý, ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương ông Phan Chí Tăng đã giảng giải về đề tài khổ nghiệm thật rất đầy đủ ý nghĩa, rất thực tế và vô cùng sâu sắc. Qua đây sẽ giúp cho tất cả chúng ta người chịu nguyện trong giao tiếp và cư xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Lời xấu ta nên tránh và lời hay ý đẹp ta nên dùng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, như lời vàng ngọc của Đức Thầy đã từng khuyên dạy chúng ta. Ngựa lời nói dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiện từ, tất thiện thì thường có phước duyên, bằng tất ác quả ưng đeo đắng. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên đã không quản ngại đường xa xa xôi, dành trọn tình cảm của mình đến đây để tận tâm giảng giải đề tài thật bổ ích trong suốt một buổi vừa qua. Và một lần nữa xin quý vị